Tập 1. Đây là Hotazo, một chàng trai luôn tìm mọi cách để tiết kiệm năng lượng hết mức có thể, anh quay lưng lại với việc học, thể thao và các hoạt động xã hội vì không muốn bị làm phiền bởi những thứ vô giá trị đối với mình. Phương châm sống của Hotazo là không làm những gì mình không phải làm, làm nhanh những gì phải làm, nghe giống phong cách của người lười hơn là người sống ẩn giật. Còn Satoshi, bạn của anh thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta năng động, tham gia rất nhiều câu lạc bộ, Satoshi cho rằng người sống thờ ơ tranh né tất cả các hoạt động trong môi trường nhiều câu lạc bộ như anh chính là tự ngược bản thân hotazo ngay lập tức phong ấn miệng của thằng bạn chú thì biết gì phong cách của anh là sói hoang cô độc nhưng satoshi vẫn nhây cố thuyết phục hotazo đi cùng mình ai mà ngờ anh đã viết đơn xin gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển đúng là độc lạ bình dương đời nào hotazo tình nguyện làm vậy thì ra là chị gái của hotazo sợ thằng em mình ở nhà nhiều quá sẽ bị ngu người nên viết thư gửi từ ấn độ về bắt nó tham gia câu lạc bộ ấy có nguy cơ bị giải tán do không đủ thành viên nên nếu có Hotazo tham gia thì nó sẽ được tồn tại dù cũng không có gì để làm trong câu lạc bộ đó cả, vậy là anh sẽ được sở hữu một nơi riêng tư ở trong trường. Nghe tới hai chữ riêng tư là Hotazo khoái liền, rất hợp với người lười tiếp xúc với loài người như anh. Hotazo đợi cho mọi người về hết rồi mới vào phòng nhân viên để lấy chìa khóa rồi lên văn phòng của câu lạc bộ, vừa mở cửa bước vào. Hotazo thấy một cô gái đang đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng động. Cô ấy quay lại, hai người Aku đứng hình mất 5 giây trước đối phương. Bây giờ nghĩ luôn tên con có được không nhỉ? cô gái tự giới thiệu mình tên Chitanda Ezu, hai người học khác lớp. Chỉ mới học chung một tiết tự chọn âm nhạc với nhau mà Chitanda có thể nhớ được tên của Hotazo, anh thầm khâm phục trí nhớ khủng khiếp ấy. Khi nghe Chitanda nói rằng cô ấy cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ văn học cổ điển, Hotazo khựng lại. Mặt đen như đáy nồi, đây là địa bàn riêng của mình mà. Con nhỏ này lòi đâu ra vậy, thôi không sao. Có người tham gia thì câu lạc bộ này được cứu rồi, chị anh có thể yên tâm rồi. Hotazo tạm biệt Chitanda rồi xách dép đi về. Trước khi đi còn không quên dặn cô bé nhớ khóa cửa, nhưng Chitanda nói cô không thể khóa cửa vì không có chìa khóa. Lúc nãy khi cô ấy vào đây cửa đã mở sẵn rồi, nhưng Hotazu lại nói lúc anh đến thì cửa lại bị khóa. Chitanda tức giận khi Hotazu cho rằng cô bé đã tự khóa cửa từ bên trong. Đang tranh cãi thì hai người thấy Satoshi đang thập thò đằng sau cánh cửa. Tớ không cố ý nghe trộm đâu, tớ chỉ cố tình thôi. Satoshi đứng dưới sân nhìn thấy một chuyện kỳ diệu. Zo đang nói chuyện với một cô gái trong căn phòng chống nên tò mò muốn xem thằng bạn già đang hẹn hò với cô em nào Hotajo giới thiệu cho hai người làm quen với nhau Satoshi ngỡ ngàng khi biết họ của cô là Chitanda ông cụ non lôi sổ bút ra giải thích cho Hota về dòng họ Chitanda có bốn gia đình cổ xưa rất nổi tiếng ở Kamijama đó là Zumoji ở Azekusu gia đình Sajusubeji sở hữu các cửa hàng sách gia đình Chitanda là những người nông dân giàu có và cuối cùng là Maninbashi sở hữu một ngọn núi Chữ cái đầu tiên trong tên gia đình họ là số mũ của 10 nên người ta gọi họ những gia đình bốn mũ, trưởng nữ của nhà Chitanda là cô bé này, là người có vẻ đẹp trẻ trung, tươi sáng nhất các lớp. Tên cô ấy có trên bảng danh dự học sinh trung học của quận, được Satoshi khen làm mặt ẻm đỏ hết lên vì xấu hổ. Quay lại chuyện vì sao Chitanda lại bị khóa vào trong phòng, Satoshi lại bắt đầu flex về kiến thức sưu tầm của mình, các cửa phòng học ở trường Kami chỉ có thể khóa bằng chìa, thậm chí là bên trong nên Chitanda không thể bị khóa từ bên trong vậy thì có thể cửa bị khóa nhầm bằng một cách nào đó. Hotazo đứng từ nãy giờ chán muốn chết, định bước ra khỏi cửa đi về nhà thì liền bị Chitanda chặn lại. Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh xin giúp mình tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Hotazo như vừa bị thôi miên, anh đồng ý thật, đúng là hảo huynh đệ. Satoshi tranh thủ khen thằng bạn để giúp nó gây ấn tượng với gái, một khi Hotazo dùng não thì chắc chắn anh sẽ đưa ra kết luận. Chitanda đến trước Hotazo 3 phút, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên từ sàn nhà. Hotazo phát hiện ra vấn đề liền, đó là do cô bé vào văn phòng câu lạc bộ khi thợ sửa bóng điện đang làm việc nên vô tình bị nhốt bên trong. Chitanda không nghe được tiếng khóa cửa vì cô đang mải nhìn vào một tòa nhà cũ ở dưới sân. Chitanda rủ Satoshi gia nhập câu lạc bộ. Hai người bàn để quyết định xem ai sẽ là chủ tịch câu lạc bộ. Hotazo lại đang đấu tranh tâm lý giữa việc tiếp tục duy trì cuộc sống bình yên hay tham gia câu lạc bộ để kết thúc chuỗi ngày tiết kiệm năng lượng của mình. Satoshi tranh thủ nói xấu. Hotazo thì không xài được rồi vì cậu ta là một gã lười biếng, siêu tiết kiệm năng lượng. Nhưng Chi Tanda không hề nghĩ vậy, cô có ấn tượng khá tốt về Hotazo. Cậu ấy là người rất kiên định và có tư duy rất tốt. Hôm nay Hotazo ở lại lớp rất muộn để làm bù bài tập về nhà. Anh đã làm rồi, chỉ là quên không mang theo thôi, lý do này là xưa lắm rồi. Đang cần sự yên tĩnh để làm bài mà Satoshi cứ nói lên hồi bên tai về câu chuyện con ma với mái tóc xù trong trường đã hóng hớt được từ lớp của Chitanda trong giờ ăn trưa. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới, Chi Tanda đến lớp bọn họ để đưa đơn xin gia nhập câu lạc bộ văn học đã viết hộ cho Satoshi vì cậu bận việc ở câu lạc bộ khác. Hotazo hỏi Chi Tanda có biết gì về câu lạc bộ bí mật không? Trường của họ có rất nhiều câu lạc bộ nên có rất nhiều áp phích tuyển thành viên trên bảng tin. Những tấm áp phích trái phép sẽ bị hội học sinh loại bỏ. Nhưng kỳ lạ là năm nào cũng có một tấm áp phích bí ẩn không thuộc về câu lạc bộ nào. Câu lạc bộ bí mật nằm ngoài sự kiểm soát của hội học sinh. Hội học sinh đã cố liên lạc với họ nhưng không thể, không ai biết họ là ai. Làm gì, chỉ biết tên câu lạc bộ là mạng lưới vàng. Tuy nhiên năm nay họ không dán một tấm áp phích chiêu mộ thành viên mới nào, nhóm Hotazo quyết định đi tìm nó. Họ đến trước bảng thông báo mà học sinh năm nhất nhìn thấy khi nhập học. Nó như một chiến trường, là một người sống tiết kiệm năng lượng. Hotazo cảm thấy chóng ngợp trước hàng trăm tấm áp phích, chúng được trang trí nhiều kiểu, nhiều màu sắc khác nhau và được dán dày đặc, không theo một trật tự nào. Nhiều áp phích thế này thì rất khó để hội sinh viên kiểm soát được, sẽ có những tấm không hợp lệ trà trộn vào. Họ chia nhau ra tìm, câu lạc bộ bí ẩn thì thư chiêu mộ thành viên chắc chắn sẽ không được dán lộ liễu nhưng Hotazo đã tìm ra, nó được giấu đằng sau một tấm áp phích khác. Tập 2. Đúng 7 giờ đồng hồ tít 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 liên hồi, Hotazo uể oải với tay tắt báo thức rồi vác nguyên bộ dạng lười biếng đi vệ sinh cá nhân, ngồi ăn sáng với quả đầu còn rối hơn tổ quả. Sáng nay có một bức thư từ Tomoe chính là chị gái của anh được gửi đến. Trong thư cô nói rằng hiện tại đang ở Bezane, chúc mừng Hotazo đã đỗ cấp 3 dù anh đã đi học từ đời rồi. Bên cạnh đó còn mong muốn anh hãy gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển vì đó là câu lạc bộ Tomoe tham gia khi còn học cấp 3. Nếu năm nay vẫn không đủ thành viên câu lạc bộ sẽ phải giải tán. Tomoe không muốn điều ấy nên nhân danh chị gái đã giao việc vụ bảo vệ thanh xuân tươi đẹp cho thằng em lười như hủi của mình, dù sao cũng chỉ cần đăng ký là được. Còn tốt hơn Hotazo ngồi rảnh rỗi cả ngày không việc gì làm, đúng là chị chị em em đi work trong bụng nhau là giỏi. Dù lúc nào cũng trưng cái mặt thờ ơ như kiểu dù trời sập cũng không thay đổi nhưng Hotazo vẫn quyết định gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển đúng là sức mạnh của bà chị gái, nói là phải nghe. Đã một tháng sau khi gia nhập, sau giờ học Hotazo đã dần quen với việc đến văn phòng câu lạc bộ. Mỗi khi buồn chán hay đúng hơn là muốn lười biếng anh sẽ đến đây vì ở đây rất yên tĩnh, hợp với người lười giao tiếp như anh. Ngày hôm nay Chitanda tanda mang bánh kẹo từ nhà đến mời Hotazo rồi mỗi người cầm một quyển sách tự đọc chứ không nói chuyện quá ba câu. Chitanda tanda là người phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt vì quá nhàm chán, cô cảm thấy tan học rồi mà còn ngồi thẫn thờ ở đây đọc sách chi cho mất thời gian cuộc sống là phải có mục tiêu nó mới happy. Trái ngược với sự tích cực và năng động của Chitanda, Hotazo vẫn không thích đi chơi và nói rằng Chitanda lại ảo tưởng gì đó về câu lạc bộ này à. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận có mong đợi mới vô chứ không vô chi cho mệt người nhưng đó là vấn đề cá nhân của riêng Chitanda mà thôi, hiện giờ cô muốn nói về chuyện của câu lạc bộ. Cứ nhàm chán như vậy không ổn chút nào phải hoạt động tích cực lên thôi. Nên Chitanda quyết định sẽ xuất bản một tuyển tập văn vào lễ hội văn hóa của trường vào tháng 10 này, một công việc quá đỗi vất vả quả nhiên Hô Utazo từ chối ngay lập tức lười lắm không muốn vận động đâu. Chitanda không đồng ý vì đó là truyền thống đã 40 năm của câu lạc bộ nhưng Hotazo vẫn lười nhất quyết không muốn làm. Cô đành phải cố hết sức vận dụng kỹ năng thuyết phục với cặp mắt long lanh ép cho Hotazo phải đồng ý. Quả nhiên anh vì quá phiền nên đành buông xuông để Chitanda muốn làm sao thì sao, nhưng chủ đề năm nay viết về cái gì ngay cả Chitanda cũng không biết. Hai người đành phải tìm tuyển tập của các mùa trước để tham khảo. Nhưng lục tất cả các quyển sách trong văn phòng câu lạc bộ cũng không thấy một tuyển tập đời trước nào, Chitanda muốn đi đến thư viện để tìm. Cô đi rồi lại quay lại nhất quyết kéo theo Hô Utazo đi cùng vì thấy anh không thèm quan tâm mà chỉ muốn nằm yên một chỗ. Hô Tazo không thích đến thư viện vào ngày thứ sau vì anh biết chắc chắn người thủ thư sẽ là ai. Quả nhiên vừa đến thư viện người con gái với mái tóc ngắn tên Ibaza đã nhìn anh với ánh mắt đầy phán xét và nói rằng không muốn gặp anh chút nào, biến lẹ đi cho bà. Đây là thánh địa của văn hóa, không phải chỗ cho người như Hô Tazo. Khi anh không chật phát nào, nói câu nào cáo câu đấy nhưng Hô Tazo cũng không vừa mà bốc chát thẳng từng khiến Ibaza câm nín hai người này không chọc ngoáy đời không nể ngay lúc chi không biết làm sao thì satoshi xuất hiện như một đấng cứu thế hòa giải bầu không khí căng thẳng cậu ta đùa rằng hô và ibaza nói chuyện hợp nhau quá trời quá đất nhỉ đúng là otp của trường cấp 2 có khác đùa ngáo đá nên hô lập tức chặn họng ngay cả ibaza cũng phản bác rằng tha hẹn hò với ốc còn hơn với khứa lười như hô hơn nữa ibaza cũng không thích khi rõ ràng cấp hai cô ấy thích satoshi và cậu biết điều ấy nhưng vẫn cứ gắn ghép vô tội vạ lần này đúng là ẩu rồi Satoshi ái náy xin lỗi Ibaza liền bị cô mắng cho hành xử người lớn lên xem nào. Cấp 3 hết rồi chứ có phải trẻ trâu đâu mà đùa vô duyên hoài. Lúc này Satoshi mới giới thiệu Chitanda và Ibaza với nhau. Cứ nghĩ sẽ rất nhanh lấy được tập văn các năm trước nhưng cô thủ thư cầm chìa khóa đang đi họp và 30 phút nữa mới về. Chitanda và Hotazo đành phải ngồi đợi. Chitanda rất được chào đón nhưng Ibaza lại đuổi khéo Hotazo về đi cho trướng mắt. Dù vậy nhưng anh cũng lập tức muốn về vì quá lười có cơ hội sủi ai mà không muốn nhưng Satoshi đã gọi với anh lại và kể rằng có chuyện thú vị lắm muốn kể cho cả hai. Hotazo thì không hứng thú và từ chối ngay lập tức nhưng Chitanda mắt đã sáng rực khi nghe Satoshi phô trương độ bí ẩn của câu chuyện. Hotazo thấy không ổn muốn lẻn về trước liền bị Chitanda ngay lập tức bắt lại. Hóa ra là cứ thứ sáu hàng tuần, Ibaza sẽ đến thư viện làm thủ thư. Tuần nào cũng nhận được một cuốn sách được trả ngay trong ngày, tuần này đã là tuần thứ năm liên tiếp. Sau đó Ibaza lấy quyển sách ấy ra cho Chitanda xem. Đó là một quyển sách dày và bìa cực kỳ đẹp. Hotaro muốn không quan tâm nhưng Chitanda mặc kệ cứ dí sát quyết sách vào mặt bắt anh xem nên đành bất lực. Đây chỉ là một cuốn sách niêm giám bình thường và Hotaro cảm thấy việc mượn sách rồi trả như vậy là hoàn toàn bình thường. Tha cho anh về đi mấy con báo ơi. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy. ra biết ngay Hotaro chưa từng đi mượn sách nên mới nói ra câu ngáo đá như vậy. Thời gian mượn sách là tối đa là hai tuần nên làm gì phải mượn một tuần rồi trả chi cho mệt. Đã vậy thời gian mượn lại vô cùng ngắn. Sau giờ ăn trưa và trước khi tan học, nhận và trả đều cùng một ngày điều này đúng là rất kỳ lạ mỗi người mượn đều học khác lớp với những điều như vậy đã đủ khiến chitanda tò mò đến mắt tỏa ra hòa quang rực rỡ và hotajo không thoát khỏi số phận bị cô kéo vào công cuộc điều tra bí mật của cuốn sách dù có từ chối nhưng đối diện với yêu cầu dai như đỉa và ánh mắt long lanh của chitanda hotajo đành đồng ý trong sự bất lực vì từ chối hay ngăn cản lũ báo đời báo đốm này còn mệt hơn anh đành dùng não để giải quyết cho nhanh gọn lệ rồi còn đi về với một cuốn sách dày như vậy để đọc hết trong thời gian ngắn là không thể nào vì vậy cuốn sách này được mượn không phải để đọc nhưng để làm gì anh Hotazo nghĩ không ra, hỏi ý kiến mọi người thì còn đưa ra mấy ý tưởng táo bạo hay ngáo đá hơn nên. Sau 7749 cái suy đoán bị bác bỏ thì cuối cùng cũng có manh mối. Chitanda ngửi thấy được mùi sơn đầu trên cuốn sách, ra cố gắng cũng không ngửi ra. Điều này khiến Hotazo liên tưởng Chitanda với một con gâu gấu Với những gì Chitanda phát hiện, anh rất nhanh chóng tìm ra được chân tướng và muốn Chitanda cùng mọi người tự đi đến đó mà kiểm tra chứ anh lười lắm không đi đâu. Nhưng có vẻ chi tanda là khắc tinh của đời tazo nên anh muốn làm gì cũng bị cô cản lại và lần này là bắt buộc kéo anh theo Khiến tazo cảm thấy rõ ràng có hai sự lựa chọn nhưng anh chọn cái gì là phải theo ý của chi tanda phản kháng bất thành cuối cùng hô Chitanda chi tanda và ibaza cùng đi đến chân tướng cuối cùng còn Satoshi bị cử ở lại trực thư viện đến phòng Mỹ thuật tất cả mọi người đều hiểu ra hóa ra cuốn sách được dùng để làm mẫu cho học sinh vẽ ibaza và chi tan đã đều bất ngờ trước tài năng suy luận như thần của hottazo không biết ông này với cô nan có cùng cha khác ông nội không ibaza không thể tin được là chỉ trong thời gian ngắn như vậy hotazo đã có thể giải quyết xong vấn đề cô mất mấy ngày liền cũng không ra chitanda còn đáng sợ hơn muốn bổ đầu anh ra để xem bên trong có gì satoshi cũng vui vẻ trò chuyện nhưng khung cảnh tưởng chừng như hòa hợp ấy lại không khiến hotazo vui lên trong mắt anh ba người họ ở một thế giới hoàn toàn khác biệt nó tràn đầy màu sắc và tiếng cười chứ không như thế giới của anh đen trắng và bạc bẽo đang muốn lùi đi thì lại bị chi tan giữ lại nhắc nhở rằng hai người còn chưa lấy được tuyển tập văn năm trước rất may cô thủ thư giữ chìa khóa đã họp xong nhưng đáng tiếc là trong kho không có tuyển tập văn của các khóa trước công sức cả một ngày đã trở nên vô dụng cứ nghĩ ngày nghỉ sẽ được ngủ cho đã cái nư ai mà ngờ mới sáng sớm hô utazo đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức là chi tan hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện một chuyện rất quan trọng nhưng khi gặp mặt cô lại vòng vo mãi không nói chủ đề chính nên hô Tazo quyết định ra về anh có chút tức giận khi ngày chủ nhật quý giá để nghỉ ngơi bị lãng phí Chitanda hoảng hốt giữ anh lại và bảo rằng có chút lo lắng từ từ cô mới nói được. Hotazo buộc miệng cho rằng có phải tỏ tình đâu mà lo lắng ai mà ngờ Chi Chitanda cho rằng chuyện này cũng giống với thổ lộ làm anh đơ luôn. Tập 3 Hôm nay Chi Chitanda hẹn Hotazo ra quán cà phê vì có chuyện cá nhân cần anh giúp đỡ. Chi Chitanda có một người bác tên Seki Tanizun. Cô muốn Hotazo giúp mình nhớ ra những gì bác ấy nói với mình. Bác của Chi Chitanda đã đến Ấn Độ 7 năm trước và mất tích hồi còn nhỏ cô rất thích bác vì ông ấy luôn trả lời những câu hỏi dù vô lý của mình một ngày nọ chitanda phát hiện ra bác mình tham gia câu lạc bộ văn học cổ điển cô tưởng từ cổ điển đó là một món đồ ăn cô thích vì chúng là từ đồng âm chitanda hỏi bác về nó nhưng không giống như những câu hỏi khác bác không muốn trả lời nó chitanda gặng hỏi và cuối cùng thì bác cũng trả lời nhưng cô ấy không thể nhớ nổi câu trả lời ấy vì một cú sốc không biết là do buồn hay vui chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất khủng khiếp sau khi nghe nó nhưng bác không an ủi cô tí nào Chitanda rất tò mò nên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ văn học cổ điển cao trung Kamiyama. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô. Sau khi chứng kiến việc Hotazo có thể giải quyết xuân sẻ vụ chiếc cửa bị khóa, tấm áp phích chiêu mộ. Chitanda tìm đến sự giúp đỡ của anh vì nghĩ anh có thể tìm ra câu trả lời mà cô không thể tưởng tượng được. Anh không đồng ý ngay, miệng nói không có hứng. Không muốn lãng phí năng lượng vào chuyện này nhưng trong đầu lại lo lắng vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của Chitanda. Nghiện còn ngại, Hotazo nói cô ấy có thể nhờ bạn của mình càng đông sẽ càng dễ tìm ra nhưng Chitanda nói không muốn nói với mọi người về quá khứ của mình, nhưng nói với anh thì được. Hai người ở yên đây, tôi ship cục dân chính tới liền, Chitanda cảm thấy Hotazo có nét rất giống bác mình. Anh luôn trả lời mọi câu hỏi của cô dù không thân thiện cho lắm. Hotazo an ủi Chitanda cô còn có 3 năm cao chung để có thể tìm hiểu và nhớ ra chuyện này, nhưng cô ấy lại muốn nhớ ra chuyện này trước khi bác chết. Vì theo luật một người mất tích trên 7 năm sẽ được coi là đã chết, gia đình bác đã lên kế hoạch tổ chức một tang lễ nhỏ. Chitanda muốn khắc sâu lời bác vào trong tim trước khi đến dự đám tang. Hotazo nói sẽ không đồng ý với yêu cầu của Chitanda nhưng chuyện của người trong lòng thì sao có thể làm ngơ. Anh hứa nếu tìm được cách sẽ ngay nói Chitanda và giúp đỡ cô trong việc tìm manh mối. Cao Trung Kamizama đang trong mùa thi giữa kỳ nên các câu lạc bộ ở trường đều bị tạm hoãn hoạt động. Nhưng cũng không có thay đổi gì với câu lạc bộ văn học cổ điển vì từ lúc đầu họ cũng chẳng làm gì. Chuỗi ngày thi dày đặc cuối cùng cũng đã kết thúc. Hotazo lại nhận được thư của chị gái gửi từ Ấn Độ về. Trong thư cô ấy kể rằng vào lễ hội văn hóa hàng năm, câu lạc bộ văn học thường xuất bản một tuyển tập, nên rất tò mò muốn biết liệu Hotazo có muốn tiếp tục truyền thống đó không. Biết chắc thằng em lời trẻ thay của mình sẽ không biết bắt đầu làm từ đâu nên cô bật mí trong kết an toàn ở văn phòng câu lạc bộ có những tập truyện cũ để anh tham khảo. Hotazo tới văn phòng kể về bức thư của chị gái cho Chitanda và thành viên mới của câu lạc bộ, đó là Ibaza. Chitanda rất hào hứng với chuyện này. Chị gái của anh ra trường được 2 năm nên có lẽ phòng của các câu lạc bộ đã bị đổi lại. Hotazo đã tới hỏi thầy cố vấn để biết văn phòng cũ ở đâu nhưng vẫn bày ra dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nói mình không hề có hứng thú với chuyện này. Họ cùng đi tới văn phòng của cũ câu lạc bộ văn học, bây giờ đã chuyển thành phòng của câu lạc bộ báo chí, nhưng cửa đã bị khóa. Một lúc sau tiền bối năm ba cao trung tô gai tô bước ra và đóng cánh cửa đằng sau lại ngay, trên người còn có mùi thuốc khử mùi. Anh ta khẳng định không có tuyển tập nào trong phòng cả. Hotazo không muốn dây dưa thêm nên đòi đi về, ra liền túm anh lại hỏi cậu không thấy thái độ của anh ta rất đáng ngờ hả thấy chứ có gì qua được mắt anh đâu bên chi tanda vẫn cố thuyết phục tiền bối cho vào phòng để tìm nếu không có họ sẽ phải lục tung cả trường nghe tới hai chữ cả trường là hôtazo liền lạnh sống lưng đối với người sống tiết kiệm năng lượng như anh thì chuyện này đâu khác gì đi đầy Togaito tô nhất quyết không cho nhóm nhómôtazo vào tìm với lý do không muốn người ngoài vào phòng câu lạc bộ mình ba ra bật anh ta tanh tách đây cũng là phòng học tại sao không thể cho học sinh vào Togaito chịu thua cho họ vào phòng để tìm, bên trong không có ai, chỉ có mấy bản vẽ và bảng lên kế hoạch cho bài báo tiếp theo. Chitanda tìm quanh phòng nhưng có vẻ tuyển tập không có ở đây thật. Tô hỏi Togaito trước khi anh chuyển đến đây có thứ gì được chuyển đi không nhưng không thu thập được gì. Vì có rất nhiều đồ trong căn phòng này nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn và mất thời gian. Hozato đề nghị tìm thêm người tới giúp đỡ, Togaito rất tức giận, muốn đuổi cả nhóm ra ngoài, anh ta không muốn mối thứ trong căn phòng bị xáo trộn nhưng vẫn đánh cơn giận đồng ý nếu tìm thấy tuyển tập cũ sẽ nói với nhóm Hotazo. Họ đứng đợi ở ngoài 5 phút rồi mới quay trở lại văn phòng câu lạc bộ, hai chồng tuyển tập cũ đã được Togaito đem tới đặt trên bàn. Mọi thứ đúng như Hô Gia Tô nghĩ, lúc nãy khi Togaito bước ra khỏi căn phòng, anh ta nhanh tay đóng cửa lại. Cửa bị khóa bên trong, còn bên ngoài thì đặt một bộ hồng ngoại để khi ai đi ngang qua nó sẽ phát tín hiệu vào phòng. Togaito mở cửa sổ và cả quạt máy để dễ dàng loại bỏ mùi khói thuốc lá vì là người trong gia đình có truyền thống giáo dục nên anh ta không muốn bị bắt gặp làm việc trái phép như vậy tuyển tập cũ được để trong kết an toàn dưới chiếc bàn dựng tạm có lẽ anh ta tô gai tô giấu cả thuốc và bật lửa trong đó nên mới nổi cáo khi hotazo đề nghị gọi thầy cố vấn tới tìm giúp chitanda tìm được trong đống tuyển tập cũ một quyển chuyện mà cô đã từng thấy nhà bác khi còn nhỏ trong này có viết một vài thứ về bác ấy năm ngoái sekitani đã rời câu lạc bộ anh ấy đã trở thành một huyền thoại có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuyện này được quên lãng vì đây không thực sự là câu chuyện của một anh hùng nhưng cuối cùng nó không chìm vào quên lãng mà lại trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ văn học. Chitanda nói năm ngoái trong phần đầu của tập truyện này có thể là 45 năm trước. Có nghĩa là Sekitani trong câu lạc bộ cổ điển chính là bác của cô, nên câu trả lời của bác mà Chitanda đã quên chắc chắn có liên quan tới câu lạc bộ văn học. Chitanda rất buồn và hoang mang vì manh mối có hết ở đây rồi nhưng cô không thể nhớ ra được gì. Hotazo khuyên Chitanda hãy đọc hết bộ truyện này để tìm hiểu, nhưng Ibaza đột nhiên phát hiện tập 1 đã bị mất. Tập 4 tập 1 đã mất thì khác gì rắn mất đầu. Hotazo cũng nói rằng không thể làm gì được, có mấy tập xong thì việc khám phá quá khứ của chú Chitanda quả thực quá khó. Nếu như có Satoshi và Ibaza giúp đỡ có khi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Chitanda có vẻ khá do dự, cô có vẻ không muốn làm phiền quá nhiều người vì chuyện cá nhân. Nhưng Hotazo nói rằng dù có giải mã được bí mật thì chuyện đó cũng đã thành lịch sử. Chính điều này như thức tỉnh Chitanda, câu lạc bộ văn học của điển không phải rất thích hợp để tìm hiểu lịch sử sao. Chitanda hạ quyết tâm cầu xin Satoshi và Ibaza giúp đỡ tìm ra bí ẩn vào 45 năm về trước. Hai người họ quả thật cũng rất tò mò về năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên vô cùng vui vẻ nhận lời Chitanda. Thật kỳ lạ là lần này Hotajo không né tránh như mọi khi mà cho rằng chuyện này rất thích hợp trở thành nguồn tư liệu cho tuyển tập văn học năm nay của trường nên đã chủ động muốn giúp đỡ và xem việc tìm hiểu về bác ấy như một hoạt động của câu lạc bộ và thế là hành trình đào lại chuyện cũ 45 năm trước trở thành ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ. Ngày hôm nay cả bốn người hẹn nhau đến nhà Chitanda để cùng thảo luận và trình bày về những giả thuyết bản thân tìm hiểu được về chuyện của Sekitani. Hotazo và Satoshi hẹn nhau cùng đạp xe đi. Satoshi nhây và tăng động nên đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đấy, làm Hotazo ngại muốn đấm cho phát. Cả hai phi xe còn nhanh hơn mấy anh boy phố. Satoshi vừa đi vừa ngân nga vô cùng yêu đời khiến Hotazo cũng phải cảm thấy hào hứng quá nha cha nội, khiến cậu ấy có cơ hội flex ôi đạp xe là niềm vui. Niềm say mê tuổi trẻ khi được lao vù vù không sợ bố con thằng nào. Nhưng hóa ra là ông nói gà bà nói vịt khi ý của Hotazo là đang mô tả khái quát thời gian cấp 3 của Satoshi chứ đạp xe liên quan quần què gì, bị hớ nhưng không quê. Satoshi không ngại chia sẻ hết mình rằng dù môi trường xung quanh có ra sao, cậu ấy vốn dĩ đã luôn yêu đời và nhiệt huyết, Hotazo lại cho rằng không phải yêu đời bình thường đâu mà là rất 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 yêu đời luôn. Satoshi nghe vậy phá lên cười nếu cậu ấy tượng trưng cho màu hồng thì Hotazo chính là màu xám. Đó không phải ý xem thường anh đâu mà là cho Hotazo quá thờ ơ và lười thôi, nếu thật sự coi thường thì Satoshi sẽ gọi anh là vô sắc cơ. Hotazo thì nếu quan tâm Satoshi có ưa mình hay không. Đúng là tình bạn cảm lạnh thấu băng cực, tám nhảm một hồi cuối cùng cũng đến nhà Chitanda. Hóa ra cô lại là tiểu thư hàng thật giá thật khi sống trong cái nhà to trà bá lửa. Nhìn qua đã biết cái gì cũng nhiều, nhiều nhất là tiền. Hotazo mặt lạnh cũng phải kinh ngạc thi thấy cả một ruộng lúa trong nhà Chitanda. Satoshi vẫn đang mơ mộng sẽ có người hầu tiếp đón mình nhưng người mở cửa lại chỉ có Chitanda, nhà cô rất rộng và sở hữu nhiều cổ vật từ thời xa xưa. Đúng là cái nghèo làm hạn chế sức tưởng tượng. Ibaza đã đến trước và đợi hai người Satoshi, Ibaza và Hotazo vừa gặp nhau là cái mỏ giật giật khịa nhau không trượt phát nào. Cũng may Chitanda xuất hiện và nhanh chóng bắt đầu cuộc thảo luận. Đầu tiên mỗi người sẽ lần lượt trình bày những tài liệu mà bản thân tìm được và đưa ra giả thuyết của chính mình. Cùng thảo luận xem điểm nào hợp lý, điểm nào bất hợp lý. Chitanda sẽ là người bắt đầu, theo như cô tìm hiểu từ chính quyền Hioka. Trong đó chỉ có phần mở đầu đề cập đến 4-5 năm trước, Chitanda tóm tắt lại thì thầy giáo trong câu chuyện chính là Sekitani, vì một lý do nào đó mà bác ấy đã bị nhà trường buộc thôi học nên trong lý lịch chỉ ghi đến bậc sơ trung. Theo thời gian mọi chuyện bị phóng đại lên, Sekitani được miêu tả là ít nói và hiền lành bỗng trở thành chiến sĩ rồi thành anh hùng cuối cùng là người hy sinh, từ những điều trên Chitanda cho rằng, Sekitani đã phải đối đầu với một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp và kết quả là đã bị thôi học. Theo những gì ghi lại thì thời gian diễn ra đúng vào kỳ lễ hội văn hóa của trường Chitanda suy đoán thế lực mà Sekitani đối đầu chính là bọn gây rối ở lễ hội, chúng chuyên đi đe dọa các thủ quỹ và cướp hết sạch tiền, nên bác ấy mới trở thành người hùng nhưng Sekitani phải chịu trách nhiệm nên đã bị thôi học. Một đàn em vì rất đau lòng nên đã ghi lại thành một đoạn văn như những gì bọn họ tìm thấy. Hotajo lẫn Satoshi đều không đồng ý với giải thuyết này của Chitanda. Hotajo cho rằng đến cả việc mở quầy bán nước còn bị cấm vì truyền thống thì một lễ hội không có tiền làm sao thu hút được bọn quấy rối? Nhưng Chitanda lại nghĩ cẫn có những kẻ không làm vì tiền mà làm hô ta dô câm lặng. Không biết cãi làm sao, Satoshi ở bên cạnh khịa quá trời khịa. Khiến anh quê nên đành bạn giỏi thì bạn làm đi. Cứ ngỡ Satoshi ngáo ngáo đần đần ai mà ngờ suy luận cũng sắc bén. Ra gì và này nọ đấy. Theo cậu ấy thì 45 năm trước là những năm 1960. Và quãng thời gian đó dạng bạo lực học đường mà Chitanda nói chưa hề tồn tại. Và bọn quấy rỗi nhưng không nhắm đến nhà trường. Đối tượng đấu tranh lúc đó nhắm đến là chính quyền và chế độ. Điều này quá đúng nên không ai biết nói gì chỉ có ibaza ngại ngùng lên tiếng bày tỏ rằng giả thuyết của cô cũng đi ngược lại với giả thuyết của chitanda tài liệu mà ibaza tìm ra được trích trong phần sự đoàn kết và tiếng pháo chào mừng Vào năm đó đã xảy ra sự kiện học sinh chống lại những kẻ cầm quyền có thể đó là nhà trường và các giáo viên trong tài liệu có kể đến một cuộc chiến diễn ra vào tháng 6 năm trước và người lãnh đạo học sinh khi đó chính là sekitani có gì đó ảnh hưởng đến ibaza cho rằng là có gì đó ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh nên chú của Chitanda đã đấm nhau với giáo viên vào nhiều năm trước nên mới bị buộc thôi học Tuy nhiên Satoshi lại không đồng ý với giả thuyết này, vì có thể các giáo viên đã cố gắng đàn áp học sinh nên đã dùng vũ lực nên giả thuyết của Ibaza quá trừu tượng. Hơn nữa tháng 6 có bạo lực mà tháng 10 mới đuổi học vì lý do đó là điều không thể nào, đáng lẽ đánh nhau phải bị đuổi học luôn chứ không cần chờ tận 4 tháng sau. Vốn định tiếp tục bàn luận thì bụng của Satoshi lại cảnh báo là đói quá nói ít thôi đi ăn đi nên Chitanda quyết định xuống bếp trổ tài làm cơm nắm cho cả bọn. Trong khi Chitanda bận rộn nắm cơm thì Satoshi trình bày giả thuyết của bản thân và nó lại phản bác giả thuyết của Ibaza cậu ấy đã tìm trong các tờ báo của trường và phát hiện có một bài viết duy nhất viết về sự việc từ 45 năm trước. Năm đó hoàn toàn không hề có vụ bạo lực nào hết, vào những năm đó nổi lên. Với phong trào học sinh nên rất có thể học sinh toàn trường hoặc một ai đó đại diện cho toàn bộ học sinh đã dấy lên phong trào ấy. Và gọi nó là phong trào huyền thoại nhưng những gì Satoshi nói lại không có bằng chứng để chứng minh hai phong trào ấy với việc Sekitani bị đuổi học là một. Ibaza chợt nhớ ra có bằng chứng gián tiếp vì nếu vụ của Sekitani và phong trào huyền thoại khác nhau thì tờ báo sẽ nói rõ là đang nói về huyền thoại nào. Giờ thì chỉ còn lại Hotazo chưa nếu ra giả thuyết của mình nhưng chính anh cũng quên bà nó mất giả thuyết anh nêu ra trước đây là cái đếu gì nên đành đưa ra tài liệu mà anh tìm được trước. Hotazo tìm kiếm trên mấy tờ báo về việc nhà trường kỷ niệm 50 năm. Nhưng đưa ra làm màu vậy thôi chứ Hotazo nghĩ hoài vẫn không nhớ ra giả thuyết nào đang trong thế bí bách bị mọi người thúc giục. Có lẽ Hotazo đã thức tỉnh bàn tay vàng nên trời liền đổ cơn mưa dù trước đó còn nắng trang trang nên không ai nhìn chằm chằm vào anh nữa. Nhắm chuẩn thời cơ Hotazo bèn kiếm cơ đi vệ sinh rồi lạc bà nó luôn. Dù sao cũng là lần đầu đi dạo trong biệt phủ to như vậy, không lạc cũng nể, mở đại một căn phòng lại hên xui thế nào chúng ngay phòng ngủ của Chitanda. Hotajo thấy trên bàn cô toàn là những tài liệu liên quan đến vụ việc 4-5 năm trước, cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ trong nhà vệ sinh. Ủa rồi là đi lạc giữ chưa anh trai, quả nhiên chút gánh nợ xong là đầu óc thông thoáng ngay. Hotajo đã nghĩ ra dù mất thời gian hơi lâu. Anh gộp tất cả những thông tin mà cả bốn người thu thập được để đưa ra kết luận rằng vào 4-5 năm trước có một cuộc thảo luận giữa học sinh và các giáo viên để đòi lại quyền lợi của học sinh trong lễ hội văn hóa trường và Sekitani chính là anh hùng của công cuộc đấu tranh ấy. Có lẽ hiệu trưởng đã quyết định rút ngắn thời gian lễ hội xuống ít hơn mọi năm, thông thường sẽ là 5 ngày nhưng năm ấy thì đã bị rút thời gian. Chính điều đó đã dẫn đến sự phẫn nộ của học sinh và Sekitani đã đứng đầu cuộc đấu tranh đòi lại 5 ngày của lễ hội văn hóa. Học sinh đã đứng lên phản kháng bằng cách tẩy chay trường nên nhà trường đành phải đàm phán với học sinh và lễ hội văn hóa đã không bị rút gọn nhưng anh hùng Sekitani sẽ buộc bị thôi học. Tháng 10 mới thôi học vì phải qua lễ hội văn hóa thì mọi chuyện mới lắng xuống, cứ như vậy chuyện Sekitani bị buộc thôi học cũng rơi vào dĩ vãng. Tập 5. Trên đường từ nhà Chitan đa về, Satoshi và Hotazo vẫn bàn bạc chuyện bí ẩn về bác của cô ấy. Nếu suy đoán của Hotazo là đúng, ít nhất đã có một người phải hy sinh đời trung học của mình vì lễ hội Kanza. Satoshi bắt đầu cà khịa thằng bạn, một tên lười biếng như Hotazo đột nhiên lại có hứng thú cùng mọi người giải vụ này thậm chí còn muốn thể hiện trước Chitanda nên đã trốn trong nhà vệ sinh suy nghĩ câu trả lời dù anh có thể nói không biết và bỏ về thì cũng không có ai phán xét gì. Dù bị Satoshi vạch trần chuyện mình có hiếu với gái nhưng Hotajo vẫn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới Chitanda, còn chê cô lãng phí năng lượng hơn mình tưởng. Đã làm chủ tịch câu lạc bộ văn học viết lách này nọ rồi còn đi giải quyết những chuyện của quá khứ, nghe thôi đã thấy mệt. Anh cho rằng bọn họ đang theo đuổi một cuộc sống đầy rắc rối, tuy có nét hay phán xét nhưng cuối cùng Hotajo chốt lại một câu anh cũng muốn hòa nhập với nhóm Chitanda, về đến nhà. Hotazo nằm trên giường ngẫm về cuộc sống màu hồng trong lời của Satoshi, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình bóng Chitanda. Chị gái Hotazo gọi về báo tin bình an, khi nào đến Sazazevo thì sẽ gửi thư về. Biết chuyện câu lạc bộ em trai đang viết tuyển tập và tìm hiểu về vụ Seki Tanizun. Cô ấy nói thời của mình không ai là không nhắc tới cái tên đó cả, đó là một người hùng quả cảm. Rồi còn nhắc tới chuyện lễ hội Jami bị cấm, lúc này Hotazo nhận ra suy đoán của mình đã sai đang muốn hỏi thêm chi tiết đầu dây bên kia liền ngắt máy, chị không rảnh nha cưng. Vậy là Hotazo lại ngồi một cục tự sâu chuỗi mọi chuyện, Sekitani đã hy sinh bản thân mình vì học sinh toàn trường. Nên khi bị đuổi học vì vụ lễ hội văn hóa, ông ấy sẽ không hối hận, nhưng liệu điều này có đúng không? Trên đời làm gì có ai cao thượng đến như vậy, chị gái của anh còn nói đó vụ đó là một bi kịch. Hôm nay có một chuyện chấn động, Hotazo hẹn mọi người ở văn phòng câu lạc bộ để nói chuyện. Trước đây anh chưa từng làm vậy bao giờ, mọi người đã tập trung đông đủ. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện những điều còn giang dở. Điều cần phải chú ý nhiều hơn ở đây là tập truyện Hioka. Ngay từ trang mở đầu đã cho thấy chuyện viết về Seki Taninjun chứ không phải về một anh hùng nên hôm qua mọi người đã bị đánh lạc hướng. Từ hy sinh trong đoạn văn có thể không đúng theo nghĩa đen, nó còn có thể là tế vật. Satoshi và Ibara lại không nghĩ vậy. Từ tế vật đâu phải đọc như vậy. Chữ hán của nó khác cơ mà. Chỉ có Chitanda là đồng tình với Hotazo. Ngày xưa nó vốn được hiểu là hy sinh cho các vị thần, tuy đã biết từ hy sinh có hai nghĩa nhưng hiểu theo nghĩa nào thì chỉ có người viết mới biết, Hotazo đã biết được tác giả là ai. Đó chính là cô thủ thư ở thư viện của trường, xét về độ tuổi và việc cô ấy đổi họ sau khi đã lấy chồng cũng hoàn toàn trùng khớp. Đặc biệt là phản ứng của cô ấy khi biết họ là thành viên của câu lạc bộ văn học cổ điển. Ibaza rất không phục bộ óc của Hotazo, cô ấy là thủ thư tình nguyện. Người ở gần cô thủ thư nhất mà còn không nhận ra, vì chi tan đà anh đây có thể làm tất cả mà. Hotazo còn hẹn trước cô thủ thư để hôm nay nói chuyện, họ cùng đi tới thư viện trường. Cô ấy đã đoán được họ muốn hỏi gì nhưng không hiểu lý do vì sao họ muốn tìm hiểu chuyện này, vì cô nghĩ mọi người đã lãng quên nó rồi. Sekitani là một cái tên đầy kỷ niệm. Khi biết Chitanda nói bác của mình đã mất tích 7 năm ở Ấn Độ, cô thủ thư tỏ vẻ nuối tiếc và nói muốn có dịp được gặp lại ông ấy. Cô ấy rất ngạc nhiên vì suy đoán của Hotajo gần như là đúng hết dù anh chỉ dựa vào số tài liệu cũ ít ỏi tìm được trong văn phòng của câu lạc bộ. Cảm giác cứ như anh là người trong cuộc vậy. Tuy vậy, vẫn còn một số chỗ chưa được hoàn thiện. Đó là liệu Sekitani có thực sự muốn hy sinh bản thân mình vì học sinh cả trường. Cô thủ thư kể rằng hồi đó lễ hội văn hóa ở trường là mục đích sống của rất nhiều người. Mọi hoạt động của Nhật Bản đều tụ hội ở lễ hội này, cho đến một ngày hiệu trưởng học và quyết định kìm hãm sức nóng, rút ngắn thời gian diễn ra lễ hội từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Quyết định này dẫn tới các cuộc biểu tình của học sinh, nhưng không một ai dám đứng lên lãnh đạo cho phong trào chống lại quyết định rút ngắn thời gian của lễ hội vì sợ bị phạt. Vậy nên họ ép Sekitani, bác của Chitanda đứng ra làm người đại diện. Nhưng người lãnh đạo thực sự là một kẻ khác, không ai biết gì về thông tin của anh ta. Dù quyết định của hiệu trưởng khi ấy đã được bãi bỏ nhưng các học sinh vẫn tiếp tục phong trào phản đối, họ tẩy chay các tiết học, đốt lửa trại để thể hiện ý chí và nhiệt huyết của mình. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, cả võ đường đã bị cháy rụi. Nhà trường quyết định báo cảnh sát điều tra vụ việc này. Khi có kết quả điều tra, nhà trường quyết định đuổi học học sinh lãnh đạo phong trào để làm gương, đó là Sekitani. Từ đầu đến cuối, ông ấy vẫn luôn lặng lẽ. Nghe xong câu chuyện có lẽ Hotazo cũng biết được câu trả lời về việc liệu Sekitani có thực sự muốn hy sinh bản thân cho học sinh cả trường không. Tấm bìa của tuyển tập Hioka cũng là tượng trưng cho những gì đã xảy ra. Con chó sói đại diện cho nhà trường, con thỏ bị ăn thịt là Sekitani Jun còn lũ thỏ đứng xung quanh chính là học sinh toàn trường. Còn về tên của cuốn truyện là do Sekitani cố công đặt như vậy khi bị đuổi học, cô thủ thư cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Không ai hiểu ý của ông ấy trừ Hotazo, Sekitani Jun đặt tên như vậy là để cảm xúc của ông sẽ được truyền lại cho thế hệ sau của câu lạc bộ. Hioka là một cách chơi chữ, khi dịch sang tiếng Anh sẽ là ai cờ gym. Nghĩa là kem đá, nó có cách đọc giống ai sờ cờ gym. Tôi gào thét, ám chỉ chúng ta phải trở nên mạnh mẽ. Nếu bản thân yếu đuối thì ngay cả tiếng gào thét cũng không thể thốt ra nổi. Nhờ có Hotazo, Chitanda đã nhớ ra câu trả lời của bác khi cô còn nhỏ và lý do tại sao mình lại khóc. Bây giờ cô có thể thanh thản tiễn bác ấy đi. Mấy ngày sau Ibaza đã làm xong khung dàn ý và lên lịch thực hiện cho tập truyện của câu lạc bộ vào lễ hội sắp tới trong đó có trang đặc biệt nói về bí mật 45 năm trước của người anh hùng quả cảm do Hotazo phụ trách để tưởng nhớ về Sekitanijun. Tanizun. Chuyện này chính là làm khó một tên lười biếng như anh, nhưng Hotazo không trốn trách nhiệm này được, vì bí ẩn đó là do anh giải đáp. Tập 6. Trong giờ học, thầy giáo trên bảng đang say sưa giảng bài thì Hotazo lười biếng ngồi dưới bấm bút bỗng một tiếng động vang lên làm cả lớp rơi vào im lặng. Đó là tiếng thước đập mạnh lên bảng, cả lớp bỗng ồn áo và suy đoán rằng âm thanh đó phát ra từ lớp 1A bên cạnh. Tiếp sau đó là tiếng quát tháo lớn phát ra mọi người biết được đó là giọng của thầy Omichi. Ai nấy cũng chắc chắn là thầy Omichi lại mất kiểm soát và đang mắng lũ báo lớp bên cạnh, lại thêm một giọng nói nữa vang lên. Có vẻ người đó đang cãi nhau với thầy Omichi. Hotazo nhận ra đó là giọng của Chitanda, rất nhanh sau đó tiếng cãi vã dần nhỏ lại. Thầy giáo trên bảng cũng yêu cầu học sinh tập trung lại vào bài giảng, đờ Jama có gì ra chơi rồi hóng. Hotazo lại tiếp tục chán nản ngồi đến hết giờ, sau khi tan học. Cả bốn người tập trung đầy đủ ở văn phòng câu lạc bộ. Ibaza rất tức giận vì Satoshi nói mà không giữ lời. Rõ ràng đã hứa nhưng đột nhiên lại không đi nữa có lý do thì cũng không thể làm vậy được, ít nhất cũng phải báo lại cho cô một câu chứ. Chitanda ở bên cạnh khuyên can cũng bị Ibaza nói đi ra kia chơi hoặc yên lặng nào bé ơi. Chitanda rất cố gắng để làm dịu tâm trạng của Ibaza nhưng cô bé không hề dịu lại mà vẫn tiếp tục mắng Satoshi hay như hát, càng ngày càng hăng. Chitanda ở bên cạnh như vô hình, lời khuyên ngăn hoàn toàn không có sức nặng. Hotazo ở một bên yên lặng đánh giá Chitanda đúng là một cô bé liều lĩnh khi dám xen vào cuộc tức giận của Ibaza, nhận ra bản thân không thể chấm dứt sự cãi vã. Chitanda nhìn Hotazo với ánh mắt cầu cứu nhưng anh chẳng thèm để ý ngoảnh mặt đi khiến cô có chút sốt sáng. Thể hiện đủ loại biểu cảm cùng khẩu hình vội vã mong Hotazo giúp đỡ. Ibaza mắng càng hăng Chitanda càng sốt ruột, cuối cùng Hotazo cũng đành ra mặt chấm dứt cuộc cãi vã bằng việc hỏi Ibaza mệt chưa. Rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi chút nữa mắng tiếp. Lúc này Ibaza mới chịu dừng lại và ngồi xuống nghỉ ngơi, hóa ra là mệt nhưng chửi đang bon miệng không dừng được. Satoshi giơ ngón cái với Hotajo vẻ mặt tự hào cùng cảm kích. Đúng là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau nhưng thật buồn cho Satoshi khi thằng bạn có hiếu với gái chứ vốn có định cứu cậu đâu. Dù bị Ibaza mắng lên bờ xuống ruộng không kịp vuốt mặt nhưng Satoshi thân là người làm sai vẫn phải đi dỗ dành định ngọt cô ấy. Chỉ là nơi Nugu nên lại bị Ibaza mắng là đàng hoàng hơn chút thì có phải đỡ bị chửi không ba Kazazo. Satoshi vẫn cười cười và đổi chủ đề khuyên ibaza nên bình tĩnh như chitanda vì cậu chưa từng thấy cô nổi giận bao giờ cả tự dưng chủ đề nói chuyển lại đẩy sang mình chitanda có chút bất ngờ vì cô cũng chưa bao giờ thấy Hotajo và Satoshi nổi giận ibaza và Hotajo xác nhận rằng Satoshi đã từng nổi giận rồi đó khiến chitanda ngạc nhiên hỏi lại chính Satoshi cũng thừa nhận cũng có lúc cậu tức giận chỉ là không thể hiện rõ như ibaza Chitanda rất tò mò không biết khi Satoshi tức giận sẽ trông như thế nào, còn Hotajo lại cho rằng Satoshi chỉ không muốn thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Bỗng Chitanda nói rằng cô ấy rất tò mò một chuyện. Hotajo bật nghĩ trong đầu rằng cô ấy đang lên kế hoạch chọc giận Satoshi, thật là vui. Ôi trời anh em cây khế, nhưng hóa ra không phải. Chitanda tò mò Hotajo có biết tức giận không? Ibaza nghe vậy không khỏi cà khịa Hotajo làm gì có đủ sức mà nổi giận, lúc nào cũng ỉu xìu. Hotazo dù cay cú nhưng bên ngoài chỉ nhíu mày chứ thực ra trong đầu đã thảm cãi lại, quá đáng rồi nha bà già. Và chính anh cũng nhận ra rằng bản thân vừa tức giận. Satoshi lại cho rằng chỉ là do Hotazo thiếu cảm xúc thôi còn Chitanda không bao giờ nổi giận mới là khác biệt. Ibaza nên học tập cô ấy để giữ được sự điềm đạm cute phô mai que. Ibaza bĩu môi nói thì dễ có giỏi nhào vô mà làm. Điều này khiến Chitanda thắc mắc là Satoshi với Ibaza đây là đang ngưỡng mộ cô công khai đúng không? Ibaza thẳng thắng thừa nhận đúng vậy. Hotarou lại cho rằng chỉ là đang bàn luận thôi chứ không có nêu ý kiến tốt xấu ở đây đâu. Chitanda không cần căng thẳng, Satoshi cũng cho rằng không biết nổi giận và kiềm chế sự nổi giận là hai chuyện khác nhau dù sao tức giận cũng là một trong thất đại tội. Kiềm chế được nó là điều tốt, trong khi ba người còn lại đều hiểu thì Hotarou một mình chơi một đường và hỏi lại có 108 tội cơ mà. Sao tự dưng còn có bảy liền bị Satoshi thông não 108 là Phật giáo còn ba người đang nói về thiên chúa giáo đổ Nugu. Thất đại tội gồm có phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, ham ăn Đố kỵ, trụy Lạc và Lười Biếng, nhắc đến Lười Biếng, Ibaza lập tức đánh ánh mắt phán xét sang Hotazo khiến anh cau mày ủa liên quan, nhưng nếu dựa vào thất đại tội, Ibaza cho rằng Chitanda quá hoàn hảo rồi, cô không giống người có thể phạm phải thậm chí là một trong bảy tội lỗi ấy, hết Ibaza rồi đến Satoshi lần lượt khen ngợi Chitanda khiến cô bối rối. Hotazo ngồi cạnh cạn lời vì hai người họ đâu phải là đang ngưỡng mộ mà là trang biếm sự hoàn mỹ của người khác chitanda ngại ngùng kết thúc cuộc trò chuyện và đưa ra phản bác rằng cô không hoàn hảo như vậy vì khi đói cô cũng ăn rất nhiều sự phản bác sát thương là không và là điều hiển nhiên nên ibaza tiếp tục đề nghị nên gọi chitanda là thánh ezu satoshi cũng đồng ý vì ngay cả tên chitanda cũng na ná tên của một vị thiên sứ cản mãi không được đã khiến đã thật sự cáu giận và la lên đừng nói nữa mấy khứa vô duyên ba người còn lại ngỡ ngàng và nhận ra chitanda vừa nãy chính là tức giận ibaza rất nhanh đã xuống nước xin lỗi cô nhưng chitanda vẫn quanh mặt đi và giận dỗi Ibaza đổ lỗi cho Satoshi đã chọc giận cô nhưng Satoshi cãi lại rằng chính Ibaza cũng hùa theo mà giờ ăn nói xà lơ. Chitanda hóa ra là giả vờ giận rất nhanh cô đã tha lỗi cho hai người họ và cho rằng không bao giờ nổi giận cũng không phải chuyện hay, ngay cả những tội lỗi trong thất đại tội cũng vậy. Phải có chúng thì nền văn minh loài người mới phát triển, cái quan trọng là mức độ thôi. Vì thế việc cứ vậy áp đặt các tội lỗi vào cuộc sống sẽ không có ích lợi gì đâu, không nổi giận chính là không để tâm vào điều đó rồi. Dù vậy Ibaza vẫn thắc mắc tại sao Chitanda không bao giờ tức giận. Cô mỉm cười trả lời do bà đây không thích mệt đó mấy đứa. Giây phút ấy Hotazo bỗng nhìn thấy Chitanda như phát ra ánh hào quang và mọc thêm đôi cánh hóa thành thiên sứ. Nhưng Satoshi và Ibaza lại không chấp nhận chuyện đó và cho rằng chính Hotazo đã lan truyền tư tưởng sai lệch sang cho Chitanda. Cô bật cười và bảo rằng đùa thôi mà. Và lấy ví dụ nếu người ta lãng phí thức ăn cô sẽ rất tức giận chuẩn chất con nhà nông với cả cái thừa dụ trong nhà. Hotazo thắc mắc mới sáng nay trong tiết của thầy Omichi người tức giận không phải Chitanda sao. Lúc này cô mới sực nhớ ra đúng vậy là chạy đến bên Hotazo nhìn anh với ánh mắt lấp lá lấp lánh khiến Hotazo sởn hết da gà như bị cả trăm cả nghìn chi tan nhỏ bám lấy toàn thân. Chi tan thuận lại câu chuyện sáng nay lên lớp. Thầy Omichi vẫn đúng giờ như bình thường và bắt đầu giảng bài nhưng có vẻ như thầy nhớ sai tiến độ của lớp nên đã hỏi học sinh về phần chưa được dạy. Khi thấy không một học sinh nào có thể trả lời được câu hỏi mà mình đưa ra, thầy đã rất tức giận mà quát mắng cả lớp. Rõ ràng có rất nhiều người biết thầy đang sai tiến độ và hỏi những câu chưa học, nhưng không ai lên tiếng cho đến khi Chitanda đứng dậy, và la lên rằng thầy hãy kiểm tra lại tiến độ dạy của lớp lúc đó thầy Omichi mới nhận ra bản thân đã nhầm và thôi la mắng. Chitanda rất thắc mắc tại sao thầy Omichi vẫn luôn nổi tiếng với sự nghiêm khắc về bản thân, thậm chí còn ghi lại tiến độ học của mỗi lớp vào sách sau mỗi buổi dạy lại có thể nhầm lẫn như vậy. Hotazo lười động não nên nói đại một lý do nào cho xong chuyện ví dụ như thầy ghi nhầm ngày liền bị Ibaza phản bác rằng vậy thì phải học bài cũ chứ mắc gì học bài mới. Dùng não đi lười ơi khiến Hotazo cay cú, nhưng Ibaza cũng thắc mắc tại sao Chitanda lại tức giận vì bị mắng vô lý hay cảm thương cho những học sinh bị thầy mắng một cách vô lý nhưng Chitanda đều nói không phải và cũng không biết tại sao cô lại tức giận khiến Iba ra cạn lời. Sau một hồi đưa ra những giả thuyết vô lý ví dụ như thầy nhầm sách năm trước nhưng Satoshi phản bác lại rằng mỗi năm giáo viên sẽ được cung cấp sách mới để trách khác biệt giữa sách giáo viên và học sinh. tưởng chừng như là ngõ cụt thì Sato khi thánh đẩy nhanh cốt truyện đã tiết lộ có khi nào do thầy nhầm tiến độ lớp A với lớp D không? Vì lớp D đã học đến bài giảng hôm nay của lớp A rồi. Ngay lúc đó Hotazo dường như đã hiểu ra chăn tướng. Thầy Omichi là giáo viên đại số nên theo thói quen sẽ viết thường. Thầy đã nhầm lẫn tiến độ của lớp D thành lớp A vì hai chữ cái đó khi viết thường sẽ vô vùng giống nhau và dễ nhầm lẫn. Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, Chitanda bỗng cảm thấy áy náy vì đã to tiếng. Với thầy nhưng Ibaza an ủi cô rằng là do thầy Omichi nhầm lẫn trước chứ không hoàn toàn là lỗi của cô mới khiến Chitanda thôi buồn bã. Tập 7. Hôm nay bốn thành viên của câu lạc bộ văn học có một chuyến đi chơi xa. Satoshi và Ibaza đang hào hứng bàn về con cá trình khổng lồ Hushi tại Hamanoko xem trên TV hôm qua. Chitanda nghe vậy cũng rất tò mò. Còn ông của non Hotazo ngồi bên cạnh đâm trọt vài câu rằng chuyện đó không có thật đâu làm cả đám tụt hứng. Chitanda chính là người đề nghị đến làng Zaizen. Một nơi lý tưởng cho việc leo núi và tắm suối nước nóng. Lúc đầu Hotazo không chịu đi vì muốn dành cả mùa hè để nghỉ ngơi. Chitanda thuyết phục mãi nên cuối cùng anh đã đồng ý nhưng tất nhiên là chúa tể tiết kiệm năng lượng đây sẽ không đi leo núi mà chỉ ngồi hưởng thụ trong hồ tắm nước nóng cuối cùng cũng đã đến nơi nhưng việc cho đảo trên xe buýt suốt một tiếng rưỡi khiến hotajo bị say xe trông rất thảm hại trái ngược hoàn toàn với ba con người vẫn còn rất nhiều năng lượng kia lần này họ sẽ được trọ miễn phí ở nhà họ hàng của ibaza vì khu trọ của họ đang sửa chữa nên không thể đón khách ngoài gia đình này có hai cô con gái cách nhau hai tuổi họ đón tiếp hội hotajo rất nồng nhiệt phòng của hotajo và satoshi có view rất đẹp Hô Tazo có vẻ rất hài lòng. Anh nói thỉnh thoảng đến mấy chỗ như này cũng không tệ, nhưng đi một mình thì vẫn tốt hơn. Tới giờ ăn, con gái chủ nhà rất ngạc nhiên vì Hô chỉ cần ngửi mùi là biết được đó là món gì. Ăn xong Hô trở về phòng xem TV, vì chán quá nên anh nằm dài ra sàn. Định ra ngoài đi tắm suối nước nóng thì tình cờ gặp Chitanda, thế là hai người đi cùng nhau luôn. Chitanda muốn được nghe về chị gái của Hô Tazo, chị ấy là kẻ lập dị nhưng lại là một thiên tài. Vì là con một nên Chitanda cũng rất muốn có chị em ruột, có thể là chị gái hoặc em trai, vì có một người như thế ở bên mình sẽ rất tuyệt. Hotajo nhìn cô với ánh mắt phán xét. Đúng là tuổi trẻ chưa trả sự đời, quan hệ chị em trong thực tế không tuyệt vời như cô tưởng tượng đâu. Khi tới nơi, Chitanda nói có vẻ nơi này không có nhà tắm chung đâu. Hotajo giật bắn cả mình, tất nhiên là vậy rồi. Định tắm chung với tôi hay gì chị hai? Hotajo nhìn thấy đống quần áo quen quen trong phòng thay đồ. Biết ngay đó là của Satoshi, hồ tắm lớn hơn trong tưởng tượng của Hotajo, quả nhiên là Satoshi đã đến đây trước. Cậu ta đang bơi tới chỗ anh, đây là nơi tới để thư giãn đầu óc nhưng Hotajo cứ nghĩ đến hình bóng Chitanda không mặc quần áo tắm nước nóng khiến anh phê tận óc tới mức ngất xỉu. Báo đời Satoshi phải vác về phòng, tất cả mọi người, kể cả bản thân Hotajo cũng nghĩ mình bị ảnh hưởng của chứng say xe, Chitanda vào phòng sờ lên mặt Hotajo để kiểm tra thân nhiệt. Tiếp xúc gần như vậy khiến Hotajo ngại muốn chết, mọi người đang tập trung ở phòng Chitanda để kể chuyện ma. Con gái chủ trọ kể rằng, trước kia có một vị khách kỳ lạ đến trọ ở phòng số 7 dãy chính. Ông ta đã trả tiền phòng trước và dặn nhân viên không cần phục vụ gì hết, chỉ cần tránh xa phòng ông ta ở ra. Tối đó có tiếng thét vang vọng khắp nhà trọ, người ta phát hiện vị khách đó đã treo cổ. Thi thể ông ta lắc lư trong gió, lý do tự tử là ông ta đã biển thủ tiền công ty rồi bỏ trốn. Kể từ đó, những vị khách được xếp vào trọ ở căn phòng số 7 đều nói họ đã thấy một cái bóng vào ban đêm, cho tới khi vị khách thứ 9 trọ tại căn phòng đó đột ngột qua đời giữa đêm vì một căn bệnh không rõ nguyên do chủ trọ mới mời thầy trừ tà và cho xây thêm dãy phụ để ngăn những tin đồn xấu bị truyền đi xa sáng hôm sau mặt y ra tái mét lại cô ấy nói đêm qua mình tỉnh dậy giữa đêm nhìn vào căn phòng đối diện thì thấy một cái bóng người treo cổ lắc lư qua lại chitanda cũng nói mình nhìn thấy điều giống hệt y ra nhưng hotazo không tin đó là sự thật cho rằng hai người nhìn nhầm với thứ khác vì ma quỷ khi được xác thực chỉ là những bông hoa tàn chitanda và y ra rất muốn khám phá xem mình đã nhìn thấy thứ gì thuyết phục hotazo giúp họ tìm hiểu nhưng cuối cùng chỉ có Chitanda và Hotazo đi cùng nhau vì Ibaza đã hứa giúp Di làm bài tập, Chitanda không thấy rõ kích thước, màu sắc và hình thù của cái bóng, nó trông giống cái bóng của con người tương phản với ánh sáng của mặt trăng. Khung cửa chớp đều đóng thì không thể có bóng được, Hotazo đề nghị đến xem căn phòng số 7 ở dãy nhà chính. Họ hỏi cô con gái nhỏ nhà chủ trọ thì được biết bây giờ khách chỉ được dùng nhà tắm và phòng ăn ở dãy chính, cả tầng 2 được dùng làm nhà kho. Còn các phòng ngủ thì bị bỏ trống, không được xem phòng số 7. Hiện trường của vụ này khiến chuyện này thêm phức tạp. Nhưng Hotazo đã phát hiện ngay bên dưới của căn phòng một vũng nước lớn dù tối hôm qua trời chỉ mưa nhỏ. Đang điều tra thì con gái nhỏ của chủ nhà gọi hai người về ăn trưa. Mọi người cùng trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng Hotazo dùng mình vì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Anh còn nghĩ mình bị ám bởi cái bóng treo cổ. Hotazo rủ Chitanda tới suối nước nóng hôm qua. Anh ngâm mình trong dòng nước ấm áp, suy nghĩ về vụ việc đêm qua để tìm ra câu trả lời khiến Chitanda hài lòng. Nghe Satoshi nói tối hôm qua có hội hè, Hô liền biết nguyên nhân xuất hiện cái bóng bí ẩn là gì. Nó chỉ là bóng của một bộ yukata treo trên móc áo. Người treo cố tình mở cửa sổ không phải để mọi người thấy được mà là để cho gió vào. Làm bộ đồ khô nhanh hơn, nó được treo trong căn phòng số 7 là để người nhà chủ trọ không phát hiện ra. Người phơi chính là Kazo, cô bé thấy Di mặc nó nên cũng muốn mượn. Nhưng không thể mở lời dù họ là chị em, vì Di luôn ghi tên vào tất cả những món đồ thuộc về mình. Cả bộ yukata cũng thế, vậy nên tối qua, Kazo đã lén mặc nó đi chơi hội hè. Lúc đó Hotazo cũng để ý thấy có người rời khỏi nhà. Ở hội hè Kazo đã gặp rắc rối, vì trời mưa nên bộ Yukata đã bị thấm nước. Kazo chợt nhớ mọi người sẽ đi ngắm pháo hoa vào hôm sau, hôm đó Di chắc chắn sẽ mặc bộ Yukata này. Kazo phải tìm cách phơi khô nó trước khi bị Di phát hiện, thế nên cô bé đã lẻn vào căn phòng xa nhất tại dãy nhà chính. Chính là căn phòng số 7 để phơi bộ Yukata, su cho nhỏ là khi mở cửa phòng. Ánh trăng dọi vào sẽ làm cho nó trông giống như một người treo cổ, Chitanda và Ibaza đã thấy cái bóng đó dẫn tới việc hô và Chitanda đi điều tra chuyện này, Kazo rất sợ hãi. Cô bé cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường, dù bí ẩn đã được giải đáp nhưng Chitanda có vẻ rất buồn vì nhận ra hai chị em Ji và Kazo không thực sự thân thiết. Hotazo nghĩ cái quan hệ chị em ruột tuyệt vời mà Chitanda tưởng tượng có thể chỉ là một bông hoa tàn mà thôi. Nhưng khi chứng kiến cảnh Di cõng Kazo vì cô bé bị ngã đã khiến họ phải thay đổi suy nghĩ, tình cảm gia đình chính là thứ thiêng liêng nhất, là bông hoa xinh đẹp, tươi tắn nhất, chứ không phải bông hoa úa tàn mà Hotazo từng nói. Tập 8. Đang trong thời gian nghỉ hè nhưng câu lạc bộ văn học cổ điển vẫn đến trường tụ họp để hoạt động. Satoshi dục hô Tazo nhấc cao cái chân lên nếu không muốn bị Ibaza mắng cho u đầu vì tội giờ cao su, quả nhiên là bị mắng thật. Còn chưa bước vào cửa cả hai người đã phải đối diện với bộ mặt tức giận của Ibaza. Cô mắng cả hai vì tội đến quá trễ nhưng khi được hỏi Chitanda sao còn chưa đến thì lại thay đổi 180 độ lo lắng Chitanda gặp rắc rối trên đường. Thiên vị lộ liễu khiến Satoshi cạn lời, nhưng Ibaza lại cho rằng do ăn ở cả thôi. Rất nhanh Chitanda đã thở hồng hộc chạy đến và xin lỗi mọi người vì đã đến muộn, còn chưa kịp cho ai chào lại cô đã lập tức ngỏ lời muốn kéo cả lũ cùng đi xem phim chiếu thử. Hóa ra là lớp 2F của một người bạn thân thiết với Chitanda sẽ chiếu thử bộ phim do họ tự làm, thuộc thể loại trinh thám nên người bạn đó mời Chitanda rủ các bạn trong câu lạc bộ văn học cổ điển đến xem thử và nêu cảm nhận, vì mải nói chuyện với người bạn đó nên cô mới đến muộn. Satoshi cho rằng bộ phim sẽ khá là thú vị và vừa đi Chitanda vừa giải thích nên rất nhanh cả bốn người đã đến trước cửa phòng chiếu phim. Bạn của Chitanda đã đợi sẵn bên trong và cảm ơn thành viên câu lạc bộ văn học cổ điển đã đến, một thiếu nữ dần bước ra rừ trong bóng tối. Chitanda giới thiệu từng thành viên của câu lạc bộ rồi đến lượt người đó tự giới thiệu bản thân, chị ấy là Izisu. Ngay lập tức Satoshi nhận ra đây là người vô cùng nổi tiếng ở trường và chạy lại bắt chuyện. Izisu rất tiếc vì không thể nhớ ra đã gặp Satoshi ở đâu nhưng cậu vẫn vui vẻ kể lại mình đã gặp Izisu tại cuộc họp ban tổ chức lễ hội văn hóa vào cuối tháng 6. Lúc đó Izisu đang đứng ra hòa giải mâu thuẫn căng thẳng giữa câu lạc bộ nhạc nhẹ và câu lạc bộ kịch. Satoshi khi đó đã rất ngưỡng mộ Izisu, cảm thấy cô đúng là ngầu bá cháy. Dù vậy nhưng Izisu là vẫn không thể nhớ nổi đó là khi nào nên đành xin lỗi Satoshi lần nữa và trông cậu có vẻ hụt hẫng đi nhiều. Nhìn dáng vẻ hết lời khen ngợi của Satoshi khiến Hotazo cảm thấy hơi ngạc nhiên, Ibaza ở bên cạnh khẽ hỏi Chitanda và Izisu có mối quan hệ gì. Cô giải thích rằng gia đình hai bên có mối quan hệ thân thiết và Izisu cũng giúp đỡ cô rất nhiều khi còn nhỏ, sau một hồi tám nhảm. Ijisu nhanh chóng dục cả bốn người cùng xem bộ phim và cho thêm ý kiến nhưng Hotajo thắc mắc rằng thật sự chỉ xem rồi nếu cảm nghĩ thôi sao khiến Ijisu khó hiểu bộ dư vậy kỳ lạ làm sao nhưng theo Hotajo suy đoán thì nếu phim giờ quá rồi bọn họ chê thì có sửa được đâu mục đích thật sự của Ijisu không phải là muốn bọn họ tuyên truyền phim đó chứ quả nhiên là thanh niên biết dùng não duy nhất cả tim hỏi câu nào khó câu đó nhưng Ijisu đã phủ nhận giả thuyết của Hotajo Điều đó khiến anh hỏi thêm như vậy thì chẳng có lý do gì để Izisu phải xin ý kiến của bọn họ hết. Izisu không phủ nhận nó nhưng cho rằng để mọi người xem xong bộ phim thì sẽ hiệu quả hơn để làm điều cô muốn. Theo Izisu giới thiệu thì phim chưa có tiêu đề. Lúc cô tạm thời gọi nó là Miteji, sau khi xem xong phim Izisu mới tiết lộ mục đích cuối cùng của mình nên đã khuyên cả bốn người hãy cố gắng xem. Cũng từ cố gắng làm Hotazo cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không để tâm mà tập trung hướng mắt vào bộ phim sắp chiếu. Bộ phim kể về một học sinh của lớp 2F quyết định tham gia vào lễ hội văn hóa trường. Bọn họ muốn tìm thêm tư liệu cho buổi trưng bày về lịch sử Nazakubo nên đã đến tận nơi mong tìm được điều gì đó có ích. Đội thám hiểm gồm có 6 người chưa tính Kamemine mê bất tử để đến được Nazakubo, 6 người phải đi qua một khu rừng rậm rạp trong thời tiết nóng bức. Quãng đường khá xa nên đã có một bạn nữ trông sành điệu trong nhóm phản nàn. Bạn nam nhút nhát đã lên tiếng chấn an là sắp đến nơi rồi thì bạn nữ tóc ngắn đã tức giận vì khi nãy bạn nam đó cũng nói vậy. Một thanh niên ra ngầm Cao lớn trong nam tính đành đứng ra giải quyết và khuyên mọi người nên tiếp tục đi, mới mở đầu đã trông chán ngắt. Ngay cả Ibaza cũng phải thở dài, Hotazo nhủ thầm đúng là không nên mong đợi gì ở loại phim tự làm như này. Dù vậy vẫn kiên nhận xem đến hết, rất nhanh nhóm người đã đến được Naza Kubo, một nơi hoang vu hẻo lánh và dường như không có người sống. Chàng trai ra ngâm đề nghị tìm chỗ ngủ qua đêm trước rồi hôm sau sẽ đi tìm hiểu nơi này, một cô gái có vẻ hướng nội đã đề xuất đinh thự bỏ hoang ở gần đó. Mọi người trong nhóm cũng nhất trí và cùng nhau đi vào, bên trong bụi bặm và không có đèn săn nhà thì đầy mảnh vỡ của kính bỗng bạn nữ nhút nhát đó tìm thấy sơ đồ căn phòng cả nhóm quyết định sẽ chia nhau ra để tìm chỗ ngủ nhưng bạn nữ tóc ngắn lại cho rằng điều này rất nguy hiểm và tất cả các phòng đã khóa nhưng bạn nữ tóc ngắn đã nhìn sơ đồ và đi đến phòng nội vụ đó là nơi cất giữ chìa khóa ở đó còn có cả chìa khóa tổng nhưng họ không lấy nó vì nếu mất sẽ rắc rối lắm cứ như vậy mỗi người một hướng đi khám phá đinh thự một lúc sau bạn nữ nhút nhát và bạn nam áo vàng trở lại đại sảnh đầu tiên tiếp theo là bạn nữ sành điệu theo những gì họ tìm được thì khắp nơi đều có mảnh sành rơi vãi, không thể làm nơi ngủ nghỉ được, rất may đã có người tìm được căn phòng khá ok để có thể ngủ tạm. Mãi không thấy bạn nam ra ngâm trở lại, năm người quyết định đi theo hướng bạn nam rời đi để tìm kiếm. Tìm khắp các căn phòng mở được đều không thấy ai, đến căn phòng bị khóa cuối cùng. Bạn nữ nhút nhát cùng bạn tóc ngắn nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa tổng. Cánh cửa được mở ra là lúc cả bọn nhìn thấy bạn nam nằm bất động trong vũng máu với một bên tay bị cắt đứt lìa bên dưới cửa sổ, cả bọn vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Bạn nam áo vàng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra nhưng cửa sổ phải vất vả lắm mới mở được. Bộ phim kết thúc chừng lửng ở đó khiến đám Hotazo ngỡ ngàng. Chitanda cho rằng chắc là chưa hết đâu nhưng Izisu xuất hiện và xác nhận bộ phim mới chỉ làm đến đó thôi và xin ý kiến về mặt kỹ thuật của bộ phim. Ibaza thẳng thắn nói rằng phim giờ ẹc, Izisu cũng không phủ nhận là bộ phim này giờ thiệt. Giờ quá bên không nổi, nhưng Hotazo cho rằng với một bộ phim tự làm như vậy là cũng tạm được. Izisu cũng đồng ý với điều đó. Dù phim dở thật nhưng thôi Izisu chấp nhận là được rồi. Đến lúc này Izisu mới lộ rõ ý nghĩa mời câu lạc bộ văn học của điển đến. Chị ấy muốn nhờ bốn người tìm ra hung thủ thật sự. Người viết kịch bản phim chưa hoàn thành đã bị bệnh phải nhập viện, kết cục chưa được nghĩ ra và đảm bảo với đám người Hotazo rằng có công thức tìm ra hung thủ. Biên kịch đã áp dụng công thức đó nên áp vào là ra ba người Satoshi, Chitanda và Ibaza không tự tin với việc này và khá là băn khoăn với suy nghĩ của mình. Cả ba người cùng đánh ánh mắt mong chờ sang Hotazo. Tuy nhiên Hotazo từ chối vì anh không gánh nổi chấp nhiệm lớn lao đó. Nếu bộ phim đó kết cục không được tốt thì không lẽ phải đi dập đầu xin lỗi anh chị lớp 2F. Lý do đưa ra quá thuyết phục nên không ai phản bác được. Ngay cả Chi Tanda có năn nỉ cũng vô dụng. Izisu chỉ có thể nhờ Hotazo làm người giám sát những suy luận được đội thám tử nghiệp dư lớp 2F đưa ra. Nếu chỉ như vậy thì Hotazo đồng ý. Izisu hẹn ngày hôm sau sẽ dẫn bọn họ đến gặp những thám tử nghiệp dư của lớp 2F và ngày đó cũng đã tới. Tập 9 Bây giờ ba thành viên trong đoàn làm phim sẽ đưa ra những suy luận của họ về vụ giết người trong bộ phim còn giang dở. Việc của nhóm Hotazo là đưa ra quan điểm của mình về những suy luận đó, thưởng thức xong mấy viên kẹo rượu siêu nồng Chitanda mang tới, cả nhóm vào việc luôn. Satoshi còn lôi cả sổ bút ra để ghi chép, nghiêm túc không khác gì cảnh sát điều tra đang lấy lời khai của nhân chứng. Người đầu tiên chính là Nakazo thuộc nhóm quay phim, anh nói công việc này tuy vui nhưng rất tốn thời gian di chuyển tới địa điểm quay. Vì có người trong đoàn bảo ngôi làng Nazakubo bị bỏ hoang đó là nơi rất đặc biệt, nhìn thôi đã thấy thú vị. Chitanda hỏi thăm về sức khỏe của biên kịch Hongo thì được biết cô ấy vốn là người không khỏe, phải nghỉ học suốt và không thể theo sát những lần đi quay. Lần này cô ấy lao tâm vào việc viết kịch bản nên mới khiến bản thân bị đuối sức. Tuy Hongo không nói gì về thủ phạm như cô ấy chỉ nói cô lên nhé với mỗi cô Nosu. Theo suy đoán của Nakazo, cái chết của Kaito là vụ án trong phòng kín. Sau khi giết nạn nhân, hung thủ sẽ bỏ trốn bằng cửa sổ. Mọi người bắt đầu phân tích sơ đồ của tòa nhà. Căn phòng phát hiện ra nạn nhân có ba lối đi, nhưng lối đi từ hiện trường ra phía sau đã bị bịt kín bởi rất nhiều đồ. Vậy nên chỉ còn hai lối duy nhất vào được hiện trường gây án là cánh cửa mà mọi người đã phá khóa để đi vào và cửa sổ. Nhưng nếu thủ phạm chỉ đơn giản ra vào từ cửa sổ để không phải phá khóa thì đâu thể là thể loại mai sờ tơ Di, phim huyền bí. Nhưng Nakazo khẳng định chắc nghịch Hongo không nắm rõ về thể loại phim nên chắc sẽ không biết nhiều thủ thuật giết người. Iba ra hỏi vặn lại anh ta. Vậy thì hung thủ là ai và thủ thuật giết người trong vụ này là gì? Hơn nữa cảnh bên ngoài cửa sổ cũng đã được quay lên phim, bãi cỏ vẫn còn nguyên không hề có dấu vết bị dẫm lên nên không thể có chuyện có người bỏ trốn ra ngoài từ đó nakazo vẫn còn cố cãi có lẽ hongo quên không viết nó vào kịch bản hơn nữa cô ấy còn đến xem trước địa điểm quay vào mùa hè lúc đó cỏ chưa mọc ung tùm nên cô ấy nghĩ có thể sử dụng được cái cửa sổ trong kịch bản nakazo dự định trong cảnh quay tiếp theo sẽ cắt cỏ đi diễn lại từ cảnh có xác chết thủ phạm bỏ trốn từ cửa sổ và đó chính là cái kết nói xong anh ta vui vẻ mà bỏ đi hết nói nổi tên dở hơi này thậm chí còn không nói về thủ thuật giết người nhưng Hotazo đã phát hiện ra mâu thuẫn trong suy đoán của anh ta, thủ phạm chắc chắn sẽ không ngu tới nỗi ra vào từ đường cửa sổ. Vì lúc đó là giữa trưa, nếu cứ đi nhởn nhơ ở bên ngoài nguy cơ bị người khác nhìn thấy từ cửa sổ ở tầng trên và phòng bên cạnh là rất cao. Nhưng liệu biên kịch có để ý tới chi tiết đó hay không thì chưa biết, vậy nên họ cần đọc kịch bản. Satoshi hỏi cả nhóm đã đọc được bao nhiêu cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi, Hotazo chỉ đọc vài cuốn, Ibaza đã đọc vài cuốn của tác giả Ziki Đó là kiểu trinh thám cổ điển, còn học bá Chitanda hiển nhiên là rất ít đọc thể loại này. Đã rất lâu cô không đụng đến. Ngược lại thì Satoshi lại là một tên cuồng chuyện trinh thám. Cậu ta là fan trung thành của Sherlock Holmes. Eba cô quay trở lại xem tình hình. Nhóm Hotaru quyết định loại bỏ phương án của Nakazo. nên cũng nhờ chị ấy tìm lại kịch bản của chị Hongo để nghiên cứu. Trong lúc đó họ sẽ lắng nghe suy luận của Habato Mohizo của nhóm đạo cụ. Anh ta bắt đầu phớ lếch về sự hiểu biết của mình về thể loại huyền bí. Cảm thấy bất mãn vì Hongo là một người nghiệp dư cười cợt vì cô ấy đọc truyện trinh thám của hôm để tìm hiểu về thể loại huyền bí. Ibaza có vẻ không hài lòng khi nghe Tomohizo nói vậy. Chitanda tìm được trong đống sách tham khảo của chị Hongo mấy tờ ghi chú. Có lẽ là để ghi lại những chi tiết có thể dùng được khi viết kịch bản. Tomohizo bắt đầu nói ra suy đoán của mình. Tên thủ phạm hành động không hề có kế hoạch, vì nhận thấy có điều kiện hợp lý nên hắn mới ra tay hành động luôn. Vì nếu như có kế hoạch thì không dại gì thủ phạm dụ Kaito đến căn phòng đó, mọi lối thoát đều bị bịt kín. Trừ chỗ cửa sổ, nhưng nó lại không có dấu vết gì, có khả năng hắn dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, sau đó trả nó về lại chỗ cũ. Nhưng điều này rất dễ bị phát hiện ra, vì nếu muốn lấy chìa khóa, hắn phải đi qua hành lang tại sảnh lớn, nơi đó rất dễ bị người khác bắt gặp. Nói tóm lại là rất khó để đột nhập vào hiện trường, nhưng cũng không phải là không thể. Chìa khóa chính là chiếc dây thừng. Hongo cũng từng nói với nhóm đạo cụ rằng hãy chú ý sao cho sợi dây dù có treo người lên cũng sẽ không bị đứt, nên anh ta đoán hung thủ là Konosu sẽ trèo từ tầng hai xuống. Vì anh ta là thành viên câu lạc bộ leo núi, Tomohizo còn hí hửng đặt cái tên mới cho bộ phim là Sự xâm nhập vô hình. Chitanda thì không đồng tình vì cô cảm thấy mục đích thực sự của chị Hongo không phải là như vậy. Hotazo cũng nghĩ vậy. Nếu như ngoài đời thật thì có thể làm theo thủ thuật mà Tomohizo đã nói, nhưng phương án đó không dùng được trong phim vì nó mâu thuẫn với các hình ảnh đã quay. Chiếc cửa sổ trong căn phòng xảy ra vụ án đã được đóng trong thời gian dài. Nó chặt cứng nên rất khó để mở và khi mở sẽ gây ra tiếng động lớn khiến người khác chú ý vậy nên thủ phạm không thể đu dây từ trên xuống và mở cửa sổ trong im lặng được. Chính vì thế lúc nãy Hotazo mới hỏi khéo anh ta đã xem qua các cảnh quay chưa. Vậy là họ quyết định loại bỏ suy đoán này, chị Ebaku Zako tới đưa kịch bản cho Hotazo. Chi Tanda đã hơi say say vì ăn quá nhiều kẹo rượu, cô bé cứ ngó nghiêng sau lưng Hotazo đòi xem kịch bản trông rất đáng yêu. Kịch bản chị Hongo làm rất cẩn thận và chi tiết, người cuối cùng là Sawaki Gucci bên nhóm truyền thông. Chị ấy suy đoán thủ phạm chính là người thứ bảy, người đó cũng có trong dự định của Hongo khi mọi người mâu thuẫn thì sẽ rất dễ nghi ngờ lẫn nhau đến đỉnh điểm nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện mọi người sẽ lần lượt bị giết chỉ còn hai người may mắn sống sót cuối phim đôi bạn trẻ giết được kẻ sát nhân rồi hôn nhau khi bình minh lên tên bộ phim sẽ là quái vật đẫm máu bà chị này có vẻ đọc hơi nhiều chuyện ngôn tình hỏi về thủ thuật mà thủ phạm đã dùng để trốn thoát khỏi căn phòng kín thì bà nói thủ phạm chính là một oan hồn nên không cần chìa khóa để mở cửa hết nói nổi mặt nhóm hô ta hết cả ra suy đoán này còn vô lý hơn cả hai người trước nữa Chitanda thực sự say rồi, cô bé đứng lên phản đối suy luận đó rồi ngã gục lên bàn ngủ luôn. Hotazo chỉ ra mâu thuẫn trong suy đoán của Sakaki Guchi với kịch bản, vì Hongo không hề muốn biến phần sau bộ phim thành thể loại kinh dị. Cô ấy không định để nhiều người bị giết nên mới không yêu cầu nhóm đạo cụ chuẩn bị nhiều máu giả, cuối cùng thì hôm nay chẳng có thu hoạch gì. Cả ba phương án đều bị loại, trên đường về nhà, Hotazo tình cờ gặp Izisu Fujumi và được cô ấy rủ đi uống nước. Tập 10. Izisu hẹn Hotazo đi uống trà. Vốn anh cứ nghĩ là hẹn để nói chuyện nên là quán cà phê nào đó thôi ai mà ngờ là quán trà sang trọng thiệt làm Hotajo lo lắng cho túi tiền của mình. Izisu nhận ra và được dịp flex ngầu lòi khi nói rằng chị đây bao hết, chú em cứ bình tĩnh. Lúc này Hotajo mới thở phào nhẹ nhõm. Mở đầu cuộc trò chuyện, Izisu hỏi thẳng luôn suy nghĩ của Hotajo về suy luận của Nakazo, ha ba và SaV Kaguichi, Hotajo không chút che giấu tiết lộ rằng cả ba đều không ổn. Izisu muốn anh nói rõ hơn, không ổn là không ổn chỗ nào? Hotazo bỗng trở nên nghiêm túc và kể về giả thuyết của từng người một. Izisu chăm chú lắng lo đến khi kết thúc và đặt câu hỏi rằng người nào không đồng ý với ý kiến của Nakazo, Hotazo khó xử đáp chính mình là người không tán thành. Cả ý kiến của Haba và Sa Aguchi cũng vậy. Anh đều không đồng ý, Izisu nói rằng ngay từ lúc đầu được nhờ vả. Hotazo nói rằng đừng mong đợi quá nhiều thế nhưng bây giờ cậu lại phản đối ý kiến của người khác đúng như những gì Izisu đoán trước. Điều này khiến Hotazo bỗng hoang mang, Izisu không để anh đặt câu hỏi mà tiếp tục nói. Ba người đó quả thật chưa đủ tầm để giải đáp bí mật của bộ phim. Nói vậy chứ không có ý chê họ vô dụng, họ có tài năng khác chứ không phải việc này. Nếu như không có Hotajo, lớp 2F sẽ lấy một trong ba suy luận đó và bộ phim sẽ có kết cục thảm hại nhất. Hotajo bối rối muốn nói nhưng Izusu hoàn toàn không cho anh cơ hội ngắt lời mình và tiếp tục nói Izusu đã nghe kể về Hotajo bởi ba người khác nhau, một là Chitanda, một là người ở ngoài trường và người cuối cùng là Masashi. Cô ấy tin Hotajo hoàn toàn có thể điều tra về bộ phim. Chính vì vậy Izisu đã thành khẩn cúi đầu và xin sự giúp đỡ từ Hotazo chứ không phải câu lạc bộ văn học cổ điển. Bởi vì Hotazo là người đặc biệt, nghe được câu này Hotazo vô cùng ngạc nhiên. Nhưng kể cả vậy Hotazo vẫn phân vân không quyết định và cho rằng những gì anh suy luận ra là dựa vào may mắn. Bị từ chối Izisu cũng không tức giận mà đổi kế sách khác khi kể cho Hotazo một câu chuyện, có một thành viên dự bị cho một câu lạc bộ thể thao. Để được thi đấu chính thức, người ấy đã rất nỗ lực nhưng những thành viên trong câu lạc bộ đó đều rất giỏi. Thậm chí còn có người được gọi là thiên tài, Thiên tài đó với sự xuất sắc đặc biệt đã giành được huy chương vàng trong một hội thao và khi chev lời phỏng vấn các phóng viên. Thiên tài ấy đã bảo tất cả chỉ dựa vào may mắn. Câu trả lời đó như đâm thẳng vào tim người dự bị kia. Izisu muốn nhắc nhở Hotazo nên tự ý thức về khả năng của mình nếu không muốn vô ý coi thường người khác. Điều này đã khiến Hotazo vô cùng hoang mang rằng bản thân thực sự tài giỏi như vậy sao? Sau một hồi đắn đo, Hotazo thở dài và đồng ý giúp đỡ Izisu. Satoshi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hotazo lại đến trường vào ngày nghỉ khác hoàn toàn với phương châm sống việc có thể không làm nhất quyết không làm của anh. Hotazo giải thích rằng là do đích thân Izisu nhiều vả nên anh đành chấp nhận. Satoshi ngạc nhiên vì cứ ngỡ Hotazo thay đổi là nhờ Chitanda. Anh không để tâm câu nói đó mà hỏi ngược lại Satoshi liệu cậu có khi nào nghĩ có những việc chỉ mình cậu làm được hay không. Satoshi suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn trả lời rằng không có suy nghĩ đó. Cậu tự nhận thấy mình là người không có tài năng cũng như can đảm để tiến sâu vào một lĩnh vực nào đó. Người khác rất dễ dàng vượt qua cậu. Nói đến đây Satoshi liền nhận ra Hotazo chịu giúp đỡ là vì Izisu đã thức tỉnh anh và khiến anh nghi ngờ về tính cách của mình nói rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Satoshi đi xem Ibaza đến trường hay chưa liền bị Hotazo gọi lại và nói rằng anh đánh giá cậu cao hơn vậy. Satoshi vui vẻ đáp lại tuy nhiên khi quay đi thái độ lại trở nên kỳ lạ. Ibaza sốc lên sốc xuống khi biết Hotazo lại tự mình đến trường khi đang nghỉ hè. Phải chăng là sắp tận thế đến nơi rồi khiến Hotazo đành phải giải thích bản thân có hứng thú với giải bí ẩn của bộ phim thôi. Ibaza hiểu ra ngay Izisu đã khai sáng cho anh và nở một nụ cười gian xảo. Bị đoán trúng tim đen nên Hotazo không thể cãi tiếp nên đã chuyển hướng sang hỏi về Chitanda. Ibaza nói rằng sáng nay cô gọi vì Chitanda vẫn đang ngủ nướng nên cả ba quyết định xem lại bộ phim một lần nữa. Dù có xem lại, Satoshi vẫn không thấy được thủ thuật đáng kể nào. Hotazo cũng cho rằng những khó khăn mà họ làm khá đơn giản nhưng Ibaza lại nghĩ những chi tiết có vẻ đơn giản nhưng khi tìm hiểu kỹ lại không hề đơn giản như vậy. Bí ẩn không thể tìm ra là vì bộ phim quá chán khiến người xem không để tâm. Nói rồi cô chỉ ra vài manh mối nhưng Satoshi và Hotazo lại cho rằng điều ấy không phải mấu chốt, chỉ là do cách quay phim kém chuyên nghiệp thôi, đang trò chuyện hàng say. Đột nhiên một thanh niên đẩy cửa bước vào tức giận với Satoshi vì cậu ta bỏ tiết thi lại với thầy Omichi, Satoshi bị lôi đi trong sự phản kháng nhưng không đáng kể. Chỉ kịp để lại cho Hotazo quyển sổ với những ghi chép của mình. Ibaza sau đó xách cặp đi về vì cô muốn giúp Izisu chứ không phải Hotazo và hôm nay là lịch cô trực thư viện nên phải đi trước. Trước khi đi cũng ái náy xin lỗi Hotazo nhưng anh phải phẩy tay ra hiệu đi thì đi nhanh lên, sau khi ở một mình xem đi xem lại bộ phim cả chục lần. Hotazo cuối cùng cũng hiểu được bí ấn phải giải đáp. Izisu rất nhanh đã xuất hiện, sau khi biết Hotazo đã tìm đã được lời giải. Izisu rất nghiêm túc lắng nghe anh nói. Suy đoán của Hotazo là nơi xảy ra vụ án là một căn phòng kín. Hung thủ chắc chắn phải vào bằng cửa chính nhưng để đi bằng cửa chính mà không để ai phát hiện là điều không thể vì phải đi đến phòng nội vụ và đi qua hành lang nơi có những người khác đang kiểm tra và chỉ có một lối đi duy nhất để đến được ăn phòng gây án. Vì thế hung thủ không phải là 6 người xuất hiện trên màn hình mà có người thứ bảy, đó chính là Kamezaman. Dựa vào cách cách ghép bộ phim có thể thấy sau khi mọi người cầm chìa khóa và chia ra Kamezaman vẫn còn đứng ở đại sảnh và cách chuyển tiếp và cảnh 6 người gặp mặt. Nói cách khác khoảng thời gian bị cách đi chính là khoảng thời gian người thứ bảy thực hiện hành vi của mình, chạy đến phòng nội vụ lấy chìa khóa tổng, sát hại anh chàng ra ngâm rồi chạy lại cất chìa khóa tổng, sau đó đứng ở đại sảnh nhờ mọi người trở lại có một số phân cảnh có thể bắt gặp ánh nhìn về phía camera và có đèn pin chiếu ra dù trong 6 người không ai có đèn pin. Chỉ cần như vậy đã có thể chứng minh sự tồn tại của người thứ bảy không đơn giản chỉ là quay phim lại. Sau khi nghe toàn bộ những giải thích của Hotazo, Izisu cũng phải mỉm cười và khâm phục những phán đoán của anh là hoàn toàn đúng. Quả nhiên cô không hề nhìn nhầm người, Hotazo rất tài năng, lần này anh không từ chối lời khen và vinh hạnh thừa nhận. Izisu ngỏ ý muốn Hotazo đặt tên cho bộ phim, suy ngẫm một hồi rồi đưa ra cái tên dựa theo nội dung là điểm mù của vạn người. Vào ngày chính thức trình chiếu, ai ai cũng kinh ngạc vì cái kết không thể ngờ được. Chuyển biến hợp lý và mượt mà nên vô cùng được mọi người yêu thích. Satoshi cũng hết lòng khen ngợi Hotazo, nhưng đến khi mọi người ra về, Ibaza lại kéo anh đến nơi vắng người và hỏi một cách nghiêm túc thật sự cái kết là do Hotazo nghĩ ra. Vậy anh nghĩ gì về điều Ha Ba Sen nói khi trong toàn bộ phim không hề xuất hiện sợi dây ở đâu cả? Câu nói khiến Hotazo sốc ngang. Tập 11. Điều Ibaza vừa nói làm Hotazo sững sờ. Anh đã quên mất chi tiết quan trọng này, Biên kịch Hongo đã dặn nhóm đạo cụ rất kỹ về sợi dây nên rất có thể đó là công cụ gây án. Dù suy đoán của Hotazo nghe có vẻ rất hợp lý và đã thuyết phục được tất cả mọi người nhưng Ibaza vẫn cho rằng nó không hoàn toàn khớp với bộ phim, nói xong thì cô ấy cũng rời đi. Để lại boy suy tư Hotazo ở một mình, Satoshi cũng đến tìm anh để nói rằng có lẽ suy luận đó không phải là mong muốn của chị Hongo. Chị ấy là người nghiệp dư nên chỉ đọc sách của Sherlock Holmes để tham khảo. Trong hôm không hề sử dụng thủ pháp miêu tả đánh lừa người đọc để tạo bất ngờ phía cuối chuyện, thủ pháp này ra đời vào thế kỷ 20. Vào thời của nhà văn trinh thám nổi tiếng Cờ City mà Hongo thì chưa từng đọc chuyện của Cờ City Vậy nên chị ấy sẽ không thể đưa thủ pháp này trong kịch bản và để người quay phim làm thủ phạm như suy đoán của Hozato, anh vẫn đang cố bảo vệ cho lập luận của mình. Nhưng rất tiếc lần này nó đã sai, khi Hotazo chuẩn bị đi về thì Chitanda tới tìm anh, anh biết thừa rằng điều cô định nói cũng giống với hai người kia. Cô cũng nghĩ suy luận đó không đúng, Hotazo bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, Trời còn sớm nên Chi Tanda rủ anh tới bờ sông ngồi để nói chuyện. Chi Tanda nói suy đoán mà anh đưa ra rất tuyệt vời vì cô ấy không hề quan tâm đến cái kết của bộ phim mà chỉ muốn biết về suy nghĩ thực sự của chị Hongo. Chỉ vì Hongo đổ bệnh giữa chừng mà Izisu phải tìm người đoán ra cái kết của bộ phim. Dù bị ốm thì cũng đâu đến nỗi không thể nói ra cái kết được, trong khi hai người họ là bạn bè rất thân thiết, tại sao Izisu không hỏi thẳng Hongo? Còn nếu như cô ấy rơi vào tình trạng xấu đến mức không thể hỏi được thì một người bạn thân thiết như E3 phải tức giận đến mức không thể tha thứ cho mọi người ở trong lớp. Chứ không phải đi giới thiệu ba người kia cho nhóm Hotazo, Hongo còn là một người rụt rè nên chắc chắn sẽ không giấu kịch bản để cả lớp phải đợi mình. Chắc chắn là đã có một sự thật bị che giấu. Hotazo ngồi ngẫm lại, trước đây anh chỉ coi kịch bản như một thứ để viết lách thôi chứ chưa từng nghĩ tới cảm xúc của Hongo được ẩn chứa trong đó. Mọi người cứ như những con rối trong tay men, nghĩ tới việc chưa có lời giải thích khiến chi đa thỏa mãn khiến hota cảm thấy rất nản miên định từ bỏ vì chuyện này đã khiến anh mất quá nhiều năng lương và có suy nghĩ nữa thì cũng không thay đổi được gì hota tìm thấy một quyển sách về ta rót của chị gái để lại lá bài nữ vương đại diện cho tình mẫu tử trái tim đầy tình cảm nghe chẳng giống y chút nào y thì giống lá công lý thích sự công bằng chính nghĩa satoshi là pháp sư thể hiện sức sáng tạo năng lực tập trung cao chi đa giống với lá trà ngốc rất tò mò và yêu mạo hiểm nhớ lần trước Satoshi nói anh giống lá sức mạnh, sức mạnh ẩn chứa bên trong, có ý chí đấu tranh. Lá này được thể hiện bằng bức tranh vẽ một con sư tử bị điều khiển bởi một người phụ nữ dịu dàng. Thằng Satoshi này nói chẳng đúng gì cả, còn lâu anh đây mới bị bọn họ điều khiển nhé. Nhưng cách ám chỉ của Satoshi khiến Hotazo phải thay đổi cách nhìn, hôm sau tới trường. Izisu cảm ơn men vì nhờ có anh mà bộ phim đã thành công tốt đẹp. Cô ấy mời anh tham gia buổi lễ tổng kết vào cuối tuần nhưng liền bị từ chối. Họ tới một quán trà để nói chuyện cho yên tĩnh. Jo vạch trần luôn mục đích chị ta tìm đến anh không phải vì tài suy luận mà là muốn anh sáng tác ra một câu chuyện khác. Thứ nhất, những tờ ghi chú được Hongo kẹp vào những cuốn sách hôm không phải để ghi lại những chi tiết có thể áp dụng vào bộ phim, hình tròn là để đánh dấu những chuyện mà nhân vật còn sống. Còn dấu ích là đã chết, Hongo không hề quan tâm đến thủ thuật giết người, chỉ ấy chỉ muốn một cái kết có hậu. Không muốn có nhiều người chết trong phim nên dặn nhóm đạo cụ chuẩn bị rất ít máu giả. Thứ hai là kết quả khảo sát ở lớp Izisu. Trong đó chỉ có một người bình chọn về cái kết không có người chết, Người này chính là Hongo. Trong kịch bản ban đầu của cô ấy không có ai phải chết, vậy mà những thành viên khác trong lớp lại hô hào về điều đó. Kịch bản không hề nói Kaito sẽ chết nhưng vì Hongo không theo sát mọi người đi quay phim nên họ đều mặc định là cậu ta đã chết. Khi biết được chuyện này, Hongo vì có tính cách rụt rè, nhút nhát nên sẽ không dám nói rằng bộ phim đã quay sai với kịch bản và bắt mọi người quay lại được. Lúc này Izisu tới lấy lý do không muốn Hongo chịu tổn thương và bảo chị ấy giả vờ đổ bệnh giữa chừng để cả lớp tưởng kịch bản vẫn chưa hoàn thành sau đó chị ta họp mọi người để viết ra kịch bản mới nhưng kịch bản họ nghĩ ra chứa rất nhiều mâu thuẫn nên Izisu kéo hội Hotazo vào cuộc trên đường về nhà men vẫn còn rất tức giận khuôn mặt anh tối sầm nhưng có vẻ mọi chuyện chưa đúng lắm mấy ngày sau đó Hotazo vẫn chưa quên được chuyện này thấy Chitanda ngập ngừng đang muốn hỏi gì đó anh biết ngay là cô đang tò mò về cái kết thực sự mà chị Hongo muốn viết Hotazo nói Konosu là thủ phạm chị ta trèo từ tầng 2 xuống cửa sổ tầng 1 bằng dây thừng nhưng là cửa sổ của phòng chờ chứ không phải phòng hiện trường cô mosu đột nhập vào đó rồi đuổi theo tấn công kaito nhát dao đó chỉ khiến anh bị thương chứ không chết sau khi bị đâm anh nói chuyện với cô mosu hỏi vì sao cô ấy làm vậy để bao che cho cô mosu kaito chạy vào căn phòng ở cánh gà tự khóa mình lại rồi ngất luôn ở đó đến khi mọi người tới thì anh ấy sẽ giải thích mình bị thương do bị những mảnh kính vỡ trong phòng đâm nhưng về lý do tại sao kaito tha thứ cho cô mosu thì chỉ có hongo mới biết chitanda nói mình cũng rất giống hongo ở điểm cô cũng thích một cái có hậu. Tập 12, ngay đêm trước ngày đến lễ hội tháng 10 của trường, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc riêng, Satoshi rất háo hức, Hotazo lại thờ ơ và không thèm để tâm. Chitanda thì nửa đêm đi cầu may mắn, trước khi đến trường, chị gái Hotazo đã ném cho anh một cây bút để làm bùa may mắn. Men vốn đang định cảm ơn nhưng vừa mở ra thì phát hiện nó lại là cái bút hết mực và hỏng ngòi, hết nói nổi bà chị mình. Bút hỏng thì may mắn chỗ nào, trên đường tới trường đang tám nhảm với hotazo thì satoshi bỗng chú ý và nhận ra ibaza đang đi đằng trước với bộ đồ cốt phở lay độc lạ bình dương cậu ta đã chạy lên khen bộ đồ này rất hợp với cô làm cô ngại muốn chết không khí lễ hội tràn ngập khắp ngõ ngách của trường học thường ngày mọi thứ trông rất trang nghiêm nhưng vào dịp lễ hội ngôi trường như được thay một chiếc áo mới bừng trông vô cùng sặc sỡ satoshi thấy gì cũng lạ lẫm và khen nó ngầu bá cháy có vẻ ấy ai cũng đều rất hào hứng với ba ngày lễ hội sắp tới chào tạm biệt với đám hotazo satoshi chạy loanh quanh trường để chào hỏi bạn bè thế là để lại ba người còn lại ngồi với nhau trong phòng câu lạc bộ. Dù bị in thừa nhưng mục tiêu của họ vẫn là bán được hết 200 cuốn sách Hioka này. Chitanda bừng bừng khí thế, cô cho rằng không quan trọng chúng ta có bán được hết hay không. Nhưng chỉ cần tất cả mọi người cố gắng hết sức thì kết quả chắc chắn sẽ rất tốt. Đúng lúc đó thì Satoshi đã quay lại với bộ đồ cốt lay sao thổ với nguyên một cái mũ hành tinh to đùng trên đầu trông rất dị dạng mà cậu vớ được bên câu lạc bộ may vá. Chiếc mũ to đó đến mức mà Satoshi phải chật vật mãi mới chui vô được. Tại văn phòng câu lạc bộ, bốn người ngồi xuống bắt đầu bàn bạc về những kế hoạch sắp tới khó khăn đầu tiên chính là ở chỗ câu lạc bộ văn học cổ điển vừa không có danh tiếng lại còn có vị trí thì ở khá xa trung tâm tổ chức lễ hội thậm chí nó còn nằm tít cuối danh sách các câu lạc bộ không ai thèm dở đến cuối để đọc hết các câu lạc bộ mất vì vậy để bán được sách họ buộc phải đi gặp chủ tịch ban chấp hành để xin đổi địa điểm thuận lợi hơn còn về phần quảng bá cho nhiều người biết tới họ sẽ phải tham dự thật nhiều các sự kiện và cuộc thi trong lễ hội nếu đạt được thành tích tốt thì danh tiếng câu lạc bộ sẽ tăng lên họ bắt đầu phân chia công việc Chitanda chịu trách nhiệm việc đàm phán xin đổi vị trí. Satoshi đảm nhận nhiệm vụ quảng bá, còn Hotazo chỉ ngồi một chỗ xem ai đến thì bán sách thì đúng là lời biếng thật nhưng nó lại hợp lý vãi cả trường. Trước khi bắt đầu lễ hội, tất cả học sinh phải tham dự lễ meeting trong nhà đa năng. Không khí rộn ràng và ồn ào không thích hợp với người yêu sự yên tĩnh như Hotazo. Vậy nên trong khi ai cũng đều rất hào hứng và cổ vũ với màn biểu diễn của câu lạc bộ nhảy múa thì có Hotazo vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Không quan tâm thế sự, Chitanda cũng vậy dù rất háo hứng xem tiết mục biểu diễn nhưng cô không quên nhiệm vụ chính mặc kệ mọi người tụ tập đông đủ chi tan vẫn cố gắng lách người ra khỏi đám đông và đi tìm hội trưởng ban chấp hành quyết tâm sẽ không mải mê ham chơi mà tập trung đi làm nhiệm vụ được giao nhưng mà thế quái nào đi đến đâu là cô lại ghé vào một chút hết viết thư pháp lại đến đánh cờ chi tan dường như không muốn từ chối được bất kỳ lời mời gọi nào của các câu lạc bộ sau một hồi cũng đến được văn phòng ban chấp hành và đây là anh tana b chủ tịch ban chấp hành chi tan vào thẳng vấn đề xin được một vị trí tốt hơn vừa bị từ chối cái là cô quay xe lượn đi luôn làm Tana B lại phải gọi lại. Anh đã giải thích lý do là do luật của nhà trường không thể làm trái được. Dù sao thì câu lạc bộ nào cũng đều có những khó khăn riêng, Ibaza cũng đã đến với câu lạc bộ manga của mình. Vừa thấy cô, mấy đứa bạn đã bàn tán tỏ vẻ che bai bộ đổi cốt phở lây này. Trong khi đó thì Hotazo đang cảm thấy rất vui khi được một mình ngồi trong quầy bán sách thay vì phải tốn sức sách cái đít di chuyển khắp nơi như ba đứa bạn. Anh hết ngồi trong phòng lại ngó ra ngoài cửa sổ xem xét, Đúng lúc đó có một anh chàng từ câu lạc bộ thiết kế thời trang với bộ đồ kỳ dị ghé và muốn mua một quyển Hioka. Hotaro đang cố niềm nở nhưng có vẻ cười là một việc rất khó với anh. Anh khách đột nhiên thấy cái bút hỏng của Hotaro, anh ta có vẻ rất hứng thú. Vì đang cần một thứ gì đó để nhét vào túi áo trên ngực cho ngầu nên đã quyết định cho Hotaro một tấm vé ưu tiên cho buổi diễn của câu lạc bộ mình để đổi lấy cây bút. Tác dụng của cái vé là được nhận sự đón tiếp đặc biệt của câu lạc bộ, trong khi đó Chitanda lại đang bị dính vào mấy cái câu lạc bộ khác. Mải chơi quá mà quên hết cả nhiệm vụ, Đúng là tò mò quá cũng không tốt. Tập 13. Satoshi tới tham gia cuộc thi vua giải đấu trường Kamizama. Thường ngày đã có kinh nghiệm làm người cung cấp cơ sở dữ liệu để Hotajo giải mã những vụ án bí ẩn nên mấy câu hỏi này chẳng nhầm nhò gì với cậu, suôn sẻ vượt qua vòng dự tuyển. Trong khi đợi những người chơi khác lên phát biểu, Satoshi tình cờ gặp lại một người quen cũ. Anh không nhớ thằng nhãi tóc úp nồi này là ai nhưng vẫn giả vờ thân thiện chào hỏi. Tani úp úp mở mở đang muốn kể cho Satoshi một chuyện thú vị thì MC gọi anh lên phát biểu. Satoshi đội thổ tinh trên đầu bước lên sân khấu trong tiếng hú hét, vỗ tay nhiệt tình của khán giả như một idol. Anh tranh thủ giới thiệu cho mọi người về câu lạc bộ văn học cổ điển, còn nói rằng họ chưa xác định được mục tiêu hoạt động. Giới thiệu như này thì ai dám vào đây ông nội? Tuy nhiên đợt vừa rồi câu lạc bộ đã tốn rất nhiều công sức để khám phá ra bí ẩn đằng sau cái tên lễ hội Kanza và viết nó trong tập văn Hizoka đang được bày bán tại phòng chuẩn bị tư liệu ở tầng 4 dãy nhà phụ chỉ với giá 200 yên. Cuối cùng thì Chitan đã cũng trở về. Cô nói đàn anh đã cho phép câu lạc bộ họ để tập san ở các gian hàng khác nên định qua chỗ Izushi xin ý kiến mà đi mãi chưa đến nơi. Nhìn đống chiến lợi phẩm cô mang về là Hotajo hiểu liền, qua gian hàng của câu lạc bộ nào cũng vào chơi thử mà tới được chỗ Izushi mới lạ. Chitanda chợt nghĩ ra một phương án mới, họ có thể nhờ câu lạc bộ báo chí quảng cáo cho câu lạc bộ văn học cổ điển ở trên tờ báo tường. Nhưng ông anh Togaito có vẻ không muốn giúp lắm, cứ nói vòng vo tam quốc rồi gãi đầu cười gượng. Bản thảo đã được sắp xếp xong xuôi hết, tuy vẫn còn một số chỗ trống dành cho mục tin tức nhưng họ sẽ phải ưu tiên đăng tin cho những câu lạc bộ được chú ý. Chitanda gặp lại một người bạn cũ bày sạp bói toán trên hành lang, Kaho thấy cô trông có vẻ không vui nên muốn bói bài cho cô. Chitanda muốn xem bài ta rót nhưng Kaho nói người bí ẩn đã trộm lá bài bánh xe định mệnh khi cô ấy đi ra ngoài, hắn còn để lại một tấm thiệp ký chữ Monji. Đó là họ của Kaho, ngoài ra còn có một tờ giấy nốt hứa sẽ trả lại lá bài khi lễ hội kết thúc. Như này có khác gì chặn đường kiếm tiền của người khác đâu, quay trở lại cuộc thi vua giải đố trường Kamizama, Satoshi đã vào được vòng chung kết trong bốn thí sinh. Anh và cậu bạn cũ vừa nãy là là hai người có số điểm cao nhất. Cô bé tên Shimuzu đã liên tục bấm chuông trả lời hai câu hỏi liên tiếp, trở thành người có số điểm cao nhất, giành được chức quán quân. Satoshi và Tani lúc nào cũng có kết quả hòa nhau. Câu chuyện thú vị lúc đầu mà cậu ta muốn kể chính là câu lạc bộ cờ vây của họ bị trộm mấy quân cờ, tên trộm còn để lại lời tuyên bố ở hộp đựng cờ. Satoshi bỏ đi vì không muốn nghe cậu ta xà lơ thêm một giây nào nữa nhưng Tani không muốn công nhận kết quả hòa nhau vừa nãy. Cậu ta muốn phân thắng bại nên hẹn Satoshi ở cuộc thi nấu ăn ngày mai, Satoshi chẳng thèm chấp thằng nhãi này. Tự hỏi không biết Hotazo có đang làm việc nghiêm túc không, câu trả lời là có. Anh đang nghiêm túc ngắm ảnh cốt bờ lây của Chitanda, đang mải mê thì có khách tới mua tập san vì tò mò về bí ẩn của lễ hội Kanza. Chứng tỏ chiêu quảng cáo của Satoshi cũng có hiệu quả phết, Hotazo phát hiện khóa quần của đàn anh bị hỏng lộ hết cả hàng họ nên đưa cho anh cái ghim để cài lại anh ta tặng cho Men một cái súng nước để cảm ơn. Bà chị cô chị ở câu lạc bộ manga của Ibaza đang phàn nàn về mấy cuốn truyện bán ấy. Đây là quyết định chung của nhóm nhưng bọn họ cứ nhìn cô, đàn chị liên tục nhằm vào Ibaza để cà khịa. Thứ chuyện cứng nhắc như vậy thì ai mà thèm đọc chứ? Ibaza cố kìm nén cơn giận từ nãy giờ. Hết chịu nổi nên cô đã đứng lên đáp trả, hai người không ai vừa ai. Chị ta cho rằng những cuốn manga kiệt tác là những tác phẩm được đánh giá cao và tồn tại trong thời gian lâu dài, nhưng Ibaza không nghĩ vậy. Tuyệt tác thì ngay từ đầu đã là tuyệt tác rồi, một tác phẩm manga có hay hay không là do khả năng tác giả, chứ không phải do người đọc quyết định, bởi một tác phẩm dù có hay đến đâu, nhưng khi nó rơi vào tay một người đọc có ăn ten cảm nhận kém thì sẽ không thấy thú vị. Ibaza kết thúc trận bát tổ bằng câu hỏi đàn chị đã từng bộ manga xác chết đêm qua bán ở lễ hội của trường năm ngoái chưa? Nhận được câu trả lời là chưa, Ibaza hứa ngày mai sẽ mang cuốn đó tới để chứng minh cho mọi người thấy quan điểm của mình là đúng. Vậy là đã kết thúc ngày lễ hội đầu tiên, câu lạc bộ văn học bán được 14 tập san. Tất cả là nhờ chiêu quảng cáo của Satoshi. Chi Tanda vẫn đang buồn vì đã không giúp ích được gì. Còn Ibaza vẫn còn quạo vụ vừa nãy, biết được cuộc thi nấu ăn phải có đội ba người. Satoshi liền rủ hai cô gái cùng tham gia với mình, cả hai đều đồng ý. Chi Tanda phát hiện phong bì đựng mấy tấm ảnh cốt bờ lây của mình đã bị mở ra, ăn vụng mà không biết chùi mép hả cha nội. Biết hô Tazo đã nhìn thấy chúng khiến Chi Tanda rất ngượng, mặt cô đỏ như trái cà chua. Có một chuyện không may đã xảy ra, Ibaza trở về nhà lục tung cả căn phòng nhưng không thể tìm ra bộ chuyện xác chết đêm qua. Tập 14 không tìm được tập truyện để mang tới câu lạc bộ manga như đã hứa nên sáng hôm sau cô đành kìm nén cúi đầu xin lỗi đàn chị và giải thích rằng có lẽ đã mang cuốn truyện về quê hồi hè. Vốn cứ nghĩ sẽ bị cười nhạo một trận ai mà ngờ hôm nay đàn chị lại tốt tính lạ thường, còn không buông một lời chế giễu mà chỉ nhờ Iba ra vẽ poster tuyên truyền cho câu lạc bộ khiến cô vô cùng kinh ngạc. Đàn chị nhanh chóng rời đi khiến Iba ra ngỡ ngác nhận ra chị ấy vậy mà lại nhớ được tên bộ truyện đó. Bốn chú báo hẹn gặp với nhau. Satoshi thông báo rằng cuộc thi nấu ăn sẽ bắt đầu vào 11 Ibaza bỗng nhớ ra khi đó cô còn đang bận vẽ poster cho hội manga nên có thể sẽ không đến được. Rất may Satoshi còn phương án dự phòng nên Ibaza sẽ thi sau cùng là 12h10. Đến lúc đó thì kịp nên Ibaza liền bớt lo lắng và chạy đi tiếp tục hoạt động câu lạc bộ. Satoshi cũng bận việc chỗ ủy viên và thế là chỉ còn lại Chitanda và Hotazo. Khi đến phòng họp Satoshi được phân công nhiệm vụ bê đồ đến phòng thể dục trước khi đi có tám nhảm với đàn anh và phát hiện ra rằng không chỉ câu lạc bộ cờ vây bị mất đồ mà còn có những câu lạc bộ khác cũng mất những món đồ lặt vặt tương tự với một thủ thuật y như nhau điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị và vâng mầm mống của lần báo đời tiếp theo đã xuất hiện satoshi cười quái đến mức đàn anh cũng ái ngại bên phía chi tanda cũng không hề rảnh rỗi cô đến tìm izisu để xin đàn chị giúp đỡ bán hộ tuyển tập văn năm nay nghe được izisu đồng ý chi vui đến mức nước mắt rưng rưng gập đầu 90 độ cảm tạ ơn cứu mạng izisu nói rằng chị ấy còn chưa chắc chắn sẽ bán được nên chi tanda không cần cảm ơn quá vội khi biết câu lạc bộ Chitanda có tận 200 quyển Izisu ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Chitanda giải thích là bởi vì đặt nhầm số lượng nên họ đành chịu và vẫn cố gắng bán, nhìn Chitanda hoảng hốt đến mức giọng run như muốn khóc. Izisu liền đặt tay lên vai cô và an ủi. Chị ấy sẽ giúp đỡ bán hộ 20 quyển nếu giảm giá sách xuống 150 yên, chị ấy sẽ bán sách cùng bản farm flat của lớp với giá 200 yên. Nói rồi giơ tay ra muốn nhận sách nhưng Chitanda lại tưởng Izisu muốn nắm tay mình nên đã đặt tay cô vào khiến chị ấy cạn lời và nhắc nhở cô lần sau hãy mang cả sách theo trách để người được nhờ vả đổi ý. Ngay lúc này Chitanda bỗng bắt lấy tay Izisu và xin chị ấy dạy cô cách nhờ vả thành công người khác. Đối diện với đôi mắt long lanh đầy mong chờ của Chitanda, Izisu không thể kháng cự vì mê gái đầu thai không hết nên chị ấy đã bày cách để Chitanda làm theo. Khi nhờ vả người khác phải cố thuyết phục họ đồng ý giúp em cho bằng được để đạt được điều đó phải khiến họ cảm thấy hài lòng về việc họ sẽ giúp em. Có rất nhiều cách nhưng theo Izisu thì cách hợp với Chitanda nhất là hãy khiến người được nhờ vả cảm thấy được kỳ vọng rất nhiều. Chỉ cần như vậy họ sẽ dễ dàng giúp đỡ thôi nhưng đừng để vấn đề trở nên quá nghiêm trọng. Hãy cố gắng để đối với em đó là chuyện nhỏ nhưng đối với họ lại là chuyện quan trọng và điều đặc biệt nếu người được nhờ vả là nam giới thì hãy rủ họ đến một căn phòng riêng chỉ có hai người. Không có ai xen vào, nói xong Easy Su liền rời đi, bạn bè đều bận rộn. Chỉ riêng Hotazo vẫn thẫn thờ ngồi ở văn phòng câu lạc bộ ngắm nhìn người qua kể lại. Bỗng có hai bạn cốt bờ bí ngô đến và nói cho kẹo hay bị gẹo, phải mất một lúc Hotazo mới phản ứng được trò đùa và hỏi rằng cái quái gì đang diễn ra vậy. Hóa ra là họ đến bán bánh quy, 100 yên một túi. Hai bí ngô phát hiện khẩu súng nước và muốn xin nhưng Hotazo nói rằng còn lâu mới cho nhé. Đổi hai túi bánh quy lấy khẩu súng còn được và tặng kèm khẩu súng với một tập văn. Điêu hời quá nên hai bí ngô chốt ngay lập tức. Họ để lại một túi một mì làm quà tặng và hai túi bánh quy. Thế là lại bán thêm được một quyển nữa. Hotazo tự móc túi mình bỏ thêm vào lũ đựng tiền 200 yên, rồi là bán giữ chưa trà nội. Satoshi đi lượn lờ thì có đi ngang qua câu lạc bộ manga của Ibaza nhìn vào trong thấy cô nàng đang rất nỗ lực hoàn thành Potter và không để ý xung quanh, không muốn làm phiền nên cậu đi thẳng đến chỗ tổ chức cuộc thi nấu ăn. Đang chờ cuộc thi bắt đầu thì khứa đầu moi lại đến và khoe khoang đồng đội của hắn cao to đen hôi và trông như một đầu bếp chuyên nghiệp. Satoshi cũng cạn lời vì khứa trẻ trâu này nên cứ kệ để hắn khoe khoang rồi tự biến, rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu. Từng người ra trận và cứ sau 20 phút sẽ thay người. Thí sinh sẽ không được nói chuyện với nhau, Điều này khiến Chitanda lo sợ Ibaza không đến kịp nhưng Satoshi an ủi cô rằng hãy đặt niềm tin vào Ibaza. Cô nàng sẽ không thất hứa đâu, Chitan đã muốn biết Satoshi sẽ nấu món gì, cậu tiết lộ là cơm chiên hải sản. Chitan đang nghe vậy thì tính cậu sẽ là người nấu cuối cùng vì còn phải nấu cơm nhưng Satoshi quyết định mình sẽ là người xuất chiến đầu tiên. Không phải vì cậu tự tin mà là đến giờ Satoshi còn chưa nấu được món cơm chiên hải sản thì ra sân lúc nào cũng như nhau thôi, ai cho thanh niên này tự tin giành giải nhất vậy bây chitanda dù vậy vẫn rất hồn nhiên cổ vũ satoshi giám khảo liệt kê các quy tắc của cuộc thi chính là mỗi người trong đội phải nấu ít nhất một món nguyên liệu đã được bày sẵn trên bàn nên ai nhanh chân thì thắng nếu nguyên liệu hết thì chỉ được bổ sung bằng những thứ có trong khuôn viên trường rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sato khi chạy đi lấy nguyên liệu và từng bước sơ chế nguyên liệu như thái hành tách đầu cá rất tỉ mỉ nhưng đến củ cải trắng thì không gọt vỏ đã cắt thành miếng khiến chitanda ở sau lưng vội vã cảnh báo đăng ký hiệu tay May mà Satoshi hiểu được và cầm từng miếng thái vỏ dù hơi lâu. Rất nhanh Chitanda đã biết Satoshi định nấu món gì. Đó là súp miso với củ cải trắng và tôn jizu, một món súp bao gồm thịt sắt nhỏ và đậu phụ. 20 phút đầu trôi qua rất nhanh, đã đến lượt Chitanda ra sân, không hổ danh là tiểu thư danh giá của dòng họ Ezu. Cô vừa vào sân đã khiến mọi người ngỡ ngàng vì kỹ năng dùng dao điêu luyện và thành thục nấu nướng. Chitanda hầu như đã hoàn thành cả mâm cơm không thiếu món gì, bây giờ Ibaza đến chỉ cần nấu bừa một món là xong cứ ngỡ chi tan gánh tim ai mà có ngờ đến khi phần thi kết thúc quay trở lại chỗ ngồi chờ sắc mặt satoshi đã đen hơn đít nồi không phải vì ibaza chưa đến mà là vì chi tan đã dùng hết nguyên liệu ibaza cố gắng hoàn thành nốt tấm porter và vọt lẹ muốn tắc thở đến điểm thi đấu đã trễ 5 phút cố mới kịp đến nơi nhưng lúc đó các đội khác cũng đã sắp hoàn thành phần thi của mình nhìn đóng nguyên liệu còn sót lại ibaza ngơ ngác nhìn về hai chú báo con và nhận được những cái chắp tay xin lỗi thành khẩn với đống nguyên liệu đó thật sự không thể nấu nổi một món hoàn chỉnh nếu Ibaza không thể nấu dù chỉ là một bán thì tim họ sẽ bị loại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chitanda bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi Satoshi nhưng vì MCI quá ổn nên không thể nghe rõ. Satoshi đã đứng lên và yêu cầu MCI im lặng. Đúng là sân chơi này là của bố mày. Hóa ra là Hotazo ở gần đó đã cố gắng gọi Satoshi, anh ném cho cậu ấy túi bột mì. Như một vị cứu tinh, cuối cùng trong 7 phút còn lại, Ibaza cũng đã hoàn thành một món chiên giữa đầu tôm và rau củ. Cuộc thi này đúng là hồi hộp muốn rớt cả tim ra ngoài và cậu lạc bộ văn học cổ điển đã chiến thắng dù hơi báo đời báo đốm. Hotazo dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn lắng nghe không sót chút nào chi tiết của trận đấu. Tập 15. Hội Chi Tanda trở về văn phòng câu lạc bộ cảm ơn Hotazo vì gói bột cứu tinh mà anh ném xuống. Chi Tanda lại dí sát mặt làm anh ngại muốn chết. Satoshi thì thấy ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Hotaza dám hét to từ trên tầng xuống để gọi ba người họ như lúc nãy. Đang ăn cơm chị gái làm cho mà cũng không yên với mấy đứa này nữa. Họ phát hiện đã có bốn câu lạc bộ cờ vây, nấu ăn. Bói toán và Akabella đã bị trộm mất đồ, sau đó hung thủ đều để lại một tờ nốt ký tên Jumonji. Chitanda rất tò mò vì sao hung thủ lại làm vậy trong mùa lễ hội. du định đánh lạc hướng họ bằng chuyện quan trọng nhất lúc này là giải quyết đống tập san Hioka. Vậy nên chiêu quảng cáo của Satoshi thôi là chưa đủ, cần phải làm thứ gì đó hoành tráng hơn, đáp án chính là giải quyết vụ mất đồ bí ẩn. Tóm được kẻ gây náo loạn lễ hội văn hóa, rồi thám tử đại tài của câu lạc bộ văn học cổ điển Hozato sẽ được ca ngợi trên chương trình radio của trường mọi người sẽ tò mò về những vụ bí ẩn mà anh khám phá được từ trước đến nay và kéo nhau đi mua bộ Hioka. Chitanda và Ibaza rất đồng tình với phương án này, nhưng Hotazo thì không, anh không muốn bị lôi ra làm trò hề cho thiên hạ. Lễ hội văn hóa có rất nhiều người tham gia, cả học sinh trong trường và người ngoài trường. Làm sao có thể tìm ra thủ phạm trong số hàng nghìn người như vậy? Nhưng chuyện đã đơn giản hơn khi biết tên thủ phạm ăn trộm đồ của các câu lạc bộ có tên theo thứ tự bảng chữ cái. Câu lạc bộ Akabella bắt đầu bằng chữ A, cờ vây là B, bói toán là C, ẩm thực là E, như vậy sẽ có một câu lạc bộ có chữ D. Satoshi thử gọi cho câu lạc bộ làm vườn, quả nhiên là họ đã bị lấy mất cái súng nước. Hotazo còn phát hiện ra chữ ký của thủ phạm Junmonji còn có cách đọc khác là Junmonji, nghĩa là 10 chữ cái, như vậy vẫn còn 6 câu lạc bộ nữa sẽ bị trung đồ, hơn nữa chữ thứ 19 là chữ đầu tiên của câu lạc bộ văn học cổ điển. Chitanda vội đi báo ngay cho câu lạc bộ báo tường, Satoshi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi chạy đi điều tra, Iba gia định về lại câu lạc bộ manga nhưng khi Hotazo nhắc đến thì cô đột nhiên nổi cáu với anh. Phải thông cảm thôi, con gái mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy. Chitanda đứng trước cửa câu lạc bộ báo chí điểm lại cách thuyết phục người khác mà đàn chị Izisu đã dạy. Đang định gõ cửa thì đã có một người chạy ra suýt đâm vào Chitanda. Có vẻ anh ta rất vội, thì ra câu lạc bộ báo chí cũng đã nhận được thông tin về vụ trộm đồ bí ẩn. Chitanda kéo Togaito vào một góc riêng tư để nói chuyện, cô cứ ngập ngừng mãi không nói vào trọng tâm vấn đề, đàn anh mất kiên nhẫn bỏ đi. Tới khi Chitanda nói mình biết thông tin về Jun monji thì anh ta lập tức quay xe. Cô kể cho Togaito nghe về những gì nhóm mình đã suy luận ra, anh ta còn nói thêm câu lạc bộ báo tường vừa bị mất chiếc dao dọc giấy. Theo quy luật thì mục tiêu tiếp theo của tên trộm sẽ là câu lạc bộ ảo thuật, mà câu lạc bộ này sắp có buổi trình diễn, Satoshi quyết định sẽ đi rình để bắt quả tang tên đó. Chưa tới giờ biểu diễn nhưng cậu đã đứng canh trước cửa văn phòng của họ từ rất sớm, tên bạn cũ khó ưa cũng tới đây để tranh tài suy luận với Satoshi cậu ta còn muốn bắt tên trộm để được xuất hiện trên mục phóng sự riêng của câu lạc bộ báo tường, Hotarou hỏi Ibarra về cuốn vụ giết người ABC của cửa Ziti. Lý do thủ phạm giết người theo quy luật ABC là gì? Anh cho rằng có điều gì đó ẩn chứa sau vụ trộm này, thủ phạm không đơn giản chỉ muốn đùa giỡn cho vui. ra nhận ra Hotarou rất khao khát tóm được tên đạo trích. Anh cũng nói luôn lý do là mình không thể lờ đi những điều mà Chitanda tò mò, nếu không cho cô ấy một lời giải thích thỏa mãn thì anh sẽ cảm thấy bức rứt trong người. Đây là dấu hiệu của những người bị con quế tình yêu quật đó dô đòi Ibaza trả công cho anh về gói bột vì anh đã phải đổi rất nhiều thứ mới có được nó. Ibaza liền ném cho anh một chiếc gương, buổi biểu diễn ảo thuật sắp bắt đầu, đàn chị Izisu cũng tới xem khiến Satoshi bất ngờ. Cả những người trong hội học sinh đầy quyền lực cũng tới đây, dưới con mắt của những con người tinh anh như này thì đố tên đạo trích kia có thể chạy trốn được. Nhưng rất tiếc, quay đi quay lại thì họ phát hiện ra một cây nến đã biến mất khiến ai cũng hoảng hốt. Không có ai tới gần sân khấu trừ những người biểu diễn, vậy là nó đã bị lấy đi từ trước cả buổi thăm dò chiều nay của Satoshi coi như công cốc ở câu lạc bộ manga. Ibaza lại bị mấy người bạn cà khịa về cái ý kiến bán sách của cô và cả vụ cô không tìm được tập truyện cho đàn chị. Họ cười cợt và coi cô ấy là một kẻ nói dối. Đúng lúc đó đàn chị đi vào và phong ấn miệng mấy cái đứa không biết gì nhưng cứ thích gáy làm tụi nó xịt keo cứng ngắc. Thật kỳ lạ. Mấy ngày trước chị ấy còn đứng cãi nhau với Ibaza mà hôm nay lại bên cô. Ibaza không chịu nổi tám con mắt xăm soi kia nên liền đi ra ngoài. Cô nhìn thấy Satoshi và định gọi anh tới tâm sự nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật mất mặt, bây giờ cô chỉ muốn khóc nấc lên. Đàn chị Juasa đột nhiên tìm đến cô để xin lỗi, chị ấy nói rất muốn đứng về phía Ibaza nhưng từ trước đến nay chị luôn giữ im lặng. Juasa tiết lộ rằng đàn chị Kochi đã không thành thực và còn kể rằng cho Ibaza biết mình, Kochi và Hazuna là bạn thân của nhau. Hazuna là một trong hai tác giả của bộ truyện xác chết đêm qua, tiếc là cô ấy đã chuyển trường. Đàn chị cũng không muốn giải thích thêm vì không muốn nói xấu Kochi bạn mình. Chitanda rất vui khi thấy cái tên câu lạc bộ văn học cổ điển đã được nhắc tới trên tờ báo tường viết về vụ trộm bí ẩn mấy ngày nay. Cô thầm cảm ơn đàn anh Tô Gai Tô. Cô chạy về khoe ngay với nhóm Hô Gia Tô. Ngày thứ hai của lễ hội văn hóa đã kết thúc. Họ bán được tổng cộng 36 tập san. Gấp 3 lần ngày thứ nhất, tối hôm đó Chitanda rất mệt mỏi sau một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhờ vả mọi người xung quanh. Ibaza thì đang đọc lại cuốn Body Talk. Cuốn này cũng hay nhưng không bằng cuốn xác chết đêm qua. Satoshi thì ra quyết tâm bằng mọi cách phải bắt quả tang tên đạo trích trong lễ hội văn hóa trường để cho Hotazo sáng mắt ra. Tập 16. Tên trộm Jumonji Monji đã được đăng lệnh truy nã. Satoshi cảm thấy rất thú vị nên nhất quyết phải bắt bằng được tên trộm vắt này nên cậu đã trước văn phòng tổ chức của câu lạc bộ bắt đầu bằng chữ cu để chờ đợi. Ai mà ngờ gặp ngay đầu moi cũng ở đó. Không chỉ có đầu moi mà những người khác muốn trở thành thám tử cũng tập trung ở đây để chờ đợi. Như vậy tức là tên trộm chưa có manh mối gì. Sau 3 tiếng chờ đợi, mãi không thấy ai khả nghi xuất hiện nhưng người khác chuẩn bị bỏ cuộc thì lại nghe tin Du Monji đã đến lấy cắp bản vẽ của câu lạc bộ nhạc nhẹ bắt đầu bằng chữ K. Nói cách khác hắn đã bỏ qua chữ cu, điều này khiến Satoshi vô cùng hoang mang. Như vậy có nghĩa cậu không thể đối đầu trực tiếp về suy luận với Du Monji, phải nghĩ cách khác ngoài cách bắt hắn ta ngay tại hiện trường. Satoshi quyết định sẽ suy luận lại từ đầu. Hotazo đang ngồi thẫn thờ cả ngày ở văn phòng câu lạc bộ và đếm xem họ đã bán được bao nhiêu quyển thì bỗng cánh cửa mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh vừa nghe đã biết anh là bà chị quý hóa của mình. Hotazo không thể tin được đến mức thốt lên bà chị đến lễ hội chỉ để thăm mình thật đó hả trời. Tomoe cho rằng ít nhất Hotazo vẫn nên cảm ơn chị người chị này đã cất công đến. Vì thằng em trai dễ thương chứ không phải nói câu nào muốn đấm câu đó rồi đưa tay xoa đầu Hotazo rồi hết cả lên. Tomoe mua một quyển, đang định rời đi thì cô phát hiện chiếc gương hoa hòe hoa sói không hề ăn nhập thì với Hotazo nên đã cầm lên và thắc mắc nó ở đâu ra. Hotazo giải thích rằng chiếc gương đó có được khi cậu chơi trò đổi vật lấy vật. Đổi qua đổi lại rồi đến cái gương khi nào không hay. Tomoe có vẻ rất thích nó nên đã lấy một quyển tranh tranh để đối lấy nó. Ai mà ngờ được đó chính là quyển xác chết đêm qua, Hotazo mới đầu không có hứng thú nhưng khi bắt đầu đọc tựa đề cuốn sách lại thấy thú vị. Tựa đề là lời của một người tên Takoha. Người này chỉ là người giúp đỡ phần tranh nền và hầu như không làm gì. Nếu có ai đó yêu thích tác phẩm thì công lao là của người viết và người vẽ lên cuốn truyện. Sau một tràng mở đầu rất dài, Hotazo cuối cùng cũng bắt tay vào đọc truyện coi như giết thời gian. Chitanda thì đang đến tìm trưởng câu lạc bộ phát thanh để xin giúp đỡ. Ai mà ngờ đối phương vừa biết cô là trưởng câu lạc bộ văn học của điển đã vô cùng vui mừng và mời cô tham gia chương trình phát thanh lúc 12 giờ với chủ đề trưởng câu lạc bộ cổ điển. Mục tiêu cuối cùng của Ju Monji lên tiếng. Thành công ngoài mong đợi nên Chitanda rất nhanh đã đồng ý và quay trở lại văn phòng để khoe với Hotazo khi cô trở về Satoshi cũng ở đó. Cậu kể rằng suy đoán của cả bọn đã sai mà phải suy đoán lại từ đầu. Chitan đã muốn nghe ý kiến của Hotazo thì thấy anh chỉ chú ý đến cuốn truyện tranh mới nhận được, đến mức không thèm trả lời lại cô. Satoshi ở bên cạnh cũng bó tay vì Hotajo đã như vậy được một lúc lâu rồi cuối cùng Hotajo cũng đọc xong khi này Chitanda mới được nhìn thấy bìa chuyện cô ngay lập tức thấy quen quen Hotajo cho rằng là cô tưởng tượng ra vì quyển chuyện này chị anh chỉ vừa mới đem đến nhưng Chitanda lại rất chắc chắn cô đã từng thấy bìa này ở đâu đó Hotajo nhíu mày và cho rằng giờ không phải lúc nghĩ đến những việc như thế nhưng chuyện gì đến sẽ đến Chitanda lại bật chế độ tò mò đã đến nước này Hotajo có cản cũng không ngăn nổi Chitanda nhất quyết muốn mượn quyển chuyện nhưng Jo kiên quyết không cho, rằng co một hồi, tôi với anh nhé. Hotato ngại ngùng khi cứ nhìn xuống là thấy phía trước của Chitanda nên anh chịu thua và đưa cô quyển chuyện. Chitanda đã nhớ ra rồi. Tấm poster quảng bá lễ hội giống hệt với nhân vật được vẽ trong chuyện. Cô ngay lập tức chạy đi tìm lại tấm poster đó. Ibaza lúc này đang bận rộn ở bên câu lạc bộ manga. Một người bạn trên đường đi thay nước rửa cọ có cố ý muốn hất vài giọt nước lên người Ibaza nhưng vì người bên cạnh bỗng quay lại làm cả xô nước hất thẳng vào người Ibaza. Người bạn đó ngay lập tức xin lỗi nhưng Ibaza chỉ bình tĩnh lấy khăn ra lau vết nước và cho ăn ủi bản thân bằng dù sao chiếc áo cốt bay cũng là màu kaki. Nhưng khi khăn tay đi đến đâu thấm màu nâu đến đây Ibaza không nhìn nổi nữa đã rời khỏi văn phòng sau khi xin phép trưởng câu lạc bộ, Ibaza đi thay sang bộ đồng phục thể dục. Trên đường trở lại bắt gặp Chitanda đang vội vã, ánh mắt Ibaza vang ngay vào cuốn chuyện xác chết đêm qua trên tay Chitanda. Một hồi nói chuyện cô biết Chitanda đang đi tìm Potter quảng bá cho lễ hội để so sánh xem có phải người vẽ chuyện và Potter là một người hay không. Ibaza cũng tò mò nên quyết định theo cùng, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại. Cả hai xác định đây chính là cùng một người vẽ. Biết được điều ấy Chitanda nhẹ cả người nhưng Ibaza lại muốn tìm xem ai là người vẽ nó. Nên đã đến văn phòng hội học sinh tìm Tanabe để hỏi về người vẽ tấm Potter dán ở bảng tin. Tanabe rất nhanh đã nói đó là anh nhờ kugayama vẽ nên Ibaza mắt sáng lung linh vì vui mừng. Sau người viết kịch bản cô đã tìm được người vẽ bộ truyện yêu thích của mình nên muốn đi tìm và thử hỏi họ xem biết đâu bộ truyện vẫn đang tiếp tục được vẽ. Vừa về đến văn phòng câu lạc bộ, Chitanda đã hơn hở khoe với Hotazo những phát hiện của mình. Nhưng anh có vẻ không hiểu lắm và hỏi lại, bộ Kuga Iyama nổi tiếng lắm hay gì khiến ba người còn lại sự chân. Satoshi đành phổ cấp kiến thức rằng Kuga Iyama chính là chủ tịch hội học sinh hiện nay. Hóa ra là do đọc sai cách nên Hotazo mới không nhận ra. Anh đọc sai hoàn toàn từ đầu luôn, cứ nghĩ là đã đủ quê rồi ai mà ngờ Chitanda còn chỉ phiên âm bằng tiếng Latin bên cạnh khiến Hotazo không nói nên lời. ra muốn mượn quyển chuyện nhưng Hotazo bảo rằng phải từ từ vì anh còn dùng nói có việc. Chitanda bỗng khoe cô sẽ xuất hiện trên đài phát thanh trưa này khiến ba người còn lại vô cùng kinh ngạc. Trong khi Satoshi và ibaza khen ngợi và chỉ cách cho Chitanda nổi bật trong dàn khách mời thì Hotazo bỗng nhận ra cách bắt được Jumonji. Anh vốn chỉ muốn nói cho khi nhưng không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bỏ vừa mới gọi thôi satoshi đã la toáng lên là hotajo đã tìm ra manh mối cho vụ án của jumonji khiến chitanda tò mò sắp lại từ chối kiểu gì cũng khiến chitanda buồn nên hotajo đành bảo có yếu tố người lớn chitanda mới không muốn tiếp tục nghe satoshi và hotajo hẹn nhau ra ngoài satoshi cười như được mùa rồi mới nghiêm túc lắng nghe suy đoán của hotajo sau khi biết anh có cách để tìm ra hung thủ mà không cần tìm ra mối liên kết giữa các vụ trộm hay sai lầm của Jumonji khiến Satoshi vô cùng tức giận hỏi Hotazo tìm ra bằng cách nào khiến anh rất ngạc nhiên và nói rằng tạm thời chưa thể nói hung thủ. Và ai muốn sắp xếp lại những suy nghĩ trong dầu một chút. Satoshi rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường và muốn Hotazo kể mình nghe. Điều này khiến Hotazo ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn kể cho Satoshi suy luận của mình. Những vụ mất trộm được đựa trên tác phẩm những vụ án giết người A, B. Nổi tiếng của cờ giết tin, cho rằng tất cả không phải là ngẫu nhiên mà là hành động của Jumonji có ý nghĩa nào đó. Satoshi nghe hoàn chỉnh suy luận của Hotazo cũng mỉm cười và nói rằng nhờ cậy hết vào anh. Hotazo nhờ Satoshi chuyển lời đến Chitanda rằng khi tham gia chương trình phát thanh hãy cố gắng nói nhiều câu có chữ cô nhất có thể để dụ hung thủ ra mặt. Tập 17. Mọi người đang rất tò mò không biết lần này Jun Monji sẽ lấy cắp thứ gì từ câu lạc bộ văn học cổ điển. Chitanda bật mí rằng họ đã chuẩn bị một bản thảo hoàn chỉnh của tập truyện Hioka để tiếp đón hắn. Còn không quên quảng cáo nội dung của tuyển tập rất thú vị, 1911 với vụ trộm bí ẩn mấy ngày nay. Chitanda mời mọi người tới văn phòng của câu lạc bộ để giúp họ bắt quả tang Jun Monji. Càng đông người thì thủ phạm càng khó thực hiện được. Buổi phỏng vấn kết thúc, cuộc gạ gẫm diễn ra suôn sẻ. Lúc này văn phòng của câu lạc bộ văn học cổ điển đã trở nên đông đúc. Tập truyện Hioka cũng khá đắt hàng, mọi người đợi lâu tới mất kiên nhẫn. Đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên tiếng chuông từ điện thoại của Satoshi vang lên. Tập bản thảo đột nhiên phát nổ rồi bốc cháy. Họ thấy có nước ở đó kèm theo tờ ghi chú do tên đạo trích để lại, vậy là họ thất bại toàn tập. Ai nấy đều rất thất vọng, đàn chị Izisu đã bán được hết số tập truyện Hioka mà Chitanda nhờ lúc trước. Cô ấy xin lỗi Chitanda vì đã suy nghĩ không thấu đáo khi dạy cô cách thuyết phục người khác khi cần họ giúp đỡ. Chiêu này thực sự không thích hợp với cô bé. Khi cố trèo kéo người khác bằng sự kỳ vọng ở họ, lời nói của ta sẽ hoàn toàn bị phụ thuộc. Chị ấy khuyên từ nay Chitanda không nên dùng cách đó mà hãy nói thẳng vào vấn đề. Tên bạn cũ khó ưa hay ăn nói xà lơ của Satoshi lại đến kiếm chuyện. Hẹn sẽ đánh bại anh vào dịp khác để trả đũa cho cuộc thi nấu ăn. Satoshi nhớ lại lúc nãy mình bắt gặp Hozato đang nói chuyện với chủ tịch ban chấp hành Tanabe, nên vạch trần chuyện anh ta chính là Jun Monji. Tanabe vẫn giả ngu, Hotazo liền đưa ra một loạt bằng chứng, đầu tiên là trong tờ giấy ghi chú được để lại ở nơi bị mất đồ. Anh ta viết là bị mất thay vì bị đánh cắp, tiếp theo là anh ta đã bỏ qua câu lạc bộ có chữ đầu tiên là cu. Việc này không phải để phá vỡ quy luật ABC mà là vì muốn ám chỉ rằng ai đó có tên bắt đầu bằng chữ cu đã làm mất đi vật gì đó cũng bắt đầu bằng chữ cu. Hotazo suy đoán rằng chuyện này có liên quan tới tập truyện chuỗi Kuzaka không được ra mắt trong mùa lễ hội lần này. Còn người có tên bắt đầu bằng chữ Ku chính là chủ tịch hội học sinh Kugazama Munezoshi. Chủ tịch đã đánh mất bản thảo của chuỗi Kuzaka nên B để lại thông điệp để khiến anh ấy cảm thấy có lỗi. Hotazo còn phát hiện lý do Junmonji để lại cuốn cẩm nang lễ hội không phải để mọi người tra danh sách các câu lạc bộ mà là danh sách các nạn nhân được anh ta lấy từ cùng một trang. Tên của chủ tịch hội học sinh cũng có trong đây vì là trang cuối và cũng chỉ có ban chấp hành mới có thể sắp xếp được việc này. Còn vì sao mà Hotazo biết được Tanabe chính là Junmonji chỉ có ba người biết đến bản thảo chuỗi Kuzaka. Đó là tác giả Hazuna, họa sĩ Kugazama là chủ tịch hội học sinh. Và người còn lại chính là Junmonji Monji, họ lấy bút danh là Aji Mutakoha, được sắp xếp từ những chữ cái đầu tiên trong tên cả nhóm. A và Ha là của Anzo Hazuna, Ku và Mu là của hội trưởng hội học sinh, còn lại Ji và Ta chính là tên của chủ tịch ban chấp hành Tanabe Jizo. Anh ta rất ngạc nhiên vì ngoài hai người bạn kia thì chưa ai giải được thông điệp này. Nó là để tưởng nhớ về Hazuna sau khi cô ấy chuyển trường và cũng là để tạo trò vui ở lễ hội văn hóa. Nhưng hơn hết là gửi lời trách móc không thể nói trực tiếp đến chủ tịch hội học sinh. Hotazo muốn làm một cuộc giao dịch với Tanabe. Men hứa sẽ không vạch trần chuyện này với mọi người nếu anh ta mua lại 30 cuốn Hioka dưới danh nghĩa là ban chấp hành và bán lại trên trang web của trường. Như vậy thì đôi bên đều có lợi, nhưng để bán được thì tập truyện phải nổi tiếng. Chuyện này rất đơn giản vì câu lạc bộ văn học cổ điển là mục tiêu cuối cùng của Jun mọi người đang sẽ tập trung tại đó và cuốn Hioka sẽ bán đắt như tôm tươi. Đồng thời Hotazo và Satoshi sẽ làm tay trong để Junmonji dễ dàng lấy đi món đồ cuối cùng. Họ sẽ để Nachi vào giữa cuốn bản thảo rồi nhân lúc mọi người không để ý vì đang tập trung vào tiếng chuông của Satoshi, anh sẽ bắn súng nước vào Nachi. Nó sẽ tạo ra hiện tượng hóa học khiến bản thảo bốc cháy. Tờ tuyên bố sẽ được nhét vào cuốn Hioka bất kỳ rồi chỉ cần ném xuống sàn. Đây cũng chính là lý do mà Hotazo và Satoshi không muốn để cho Chitanda và Ibaza biết được sự thật lễ hội văn hóa Kanza đã chính thức khép lại. Ibaza mang cuốn tử thi trong đêm lần trước đã hứa tới cho đàn chị Kochi. Kochi là bạn của một trong hai tác giả nhưng cô ấy chưa từng đọc tập truyện này vì có cảm giác ganh tị. Thấy đứa bạn mình ít khi đọc manga của mình mà lại sáng tác ra được một bộ tuyệt tác như thế, nên dù Ibaza mang tới, cô cũng sẽ không đọc vì sợ đọc xong sẽ nhớ tới bạn và lập tức gọi điện khen cô ấy ngay mất. Đúng như lời đàn chị Juasa nói, chị Kochi không hề thành thực chút nào. Ibaza nhận ra hình chú mèo chị Chi vừa vẽ giống hệt tấm bìa của cuốn truyện cô khen là hay thứ hai, chỉ sau cuốn Tử thi trong đêm, thì ra đàn chị chính là tác giả của nó, phát hiện này làm cô bật khóc vì từ trước đến nay luôn hiểu lầm chị. Người ghen tị với bạn thân không chỉ có chi mà cả anh Tanabe cũng vậy, anh chưa từng thấy chủ tịch hội học sinh đụng bút bao giờ vậy mà khi vẽ cuốn Tử thi trong đêm lại đẹp như vậy. Tanabe cảm thấy ghen tị vì công sức luyện tập của mình lại bị đánh bại dễ dàng nên khi chủ tịch làm mất bản thảo của tập truyện mới và còn quyết định không vẽ nữa anh mới dựng lên vụ du monji để xả giận vậy là sau mùa lễ hội câu lạc bộ văn học cổ điển chỉ còn sót lại 4 cuốn hioka họ quyết định mỗi người mua một cuốn và thế là đã bán hết sạch bây giờ chỉ còn chân tướng vụ du monji là khiến chitanda tò mò satoshi cứu nguy cho thằng bạn bằng việc rủ cả nhóm tham dự tiệc ăn mừng tập 18 trong văn phòng câu lạc bộ cổ điển chitanda đang bàn luận với ibaza về việc nấm đông cô được nghe nhạc cổ điển thì sẽ lớn rất nhanh Satoshi cũng tham gia tám nhảm nói rằng nếu cho dòng điện chạy qua nấm cũng sẽ lớn nhanh, bởi vì khi chúng bị sốc bởi một dòng điện mạnh, khả năng sinh tồn sẽ được kích hoạt để sản sinh ra nhiều bào tử hơn, cuối cùng cũng đến lượt Hotazo lên tiếng. Vâng là để dục hứa bạn quý hóa của mình yên lặng mà làm bài đi. Nói tào lao hoài rớt môn bây giờ, đang học nghiêm túc Satoshi bỗng bị tiếng động cơ trực thăng thu hút và chạy ra cửa sổ nhòm ra bên ngoài. Rồi là tập trung giữ chưa cha nội, nhắc đến trực thăng Hotazo bỗng nhớ đến một người quen cũ tên Oji, người đó cũng rất thích trực thăng. Chitanda vừa nghe liền nghĩ Oji mà Hotazo nhắc đến là đàn anh lớp 2B. Nhưng Hotazo nói không phải, Oji mà anh nghĩ đến là thầy dạy anh văn của bọn họ hồi trung học. Satoshi cũng nhớ ra thầy Oji nhưng cậu không biết thầy ấy thích trực thăng. Ngay cả Ibaza cũng không hề biết điều ấy khiến Hotazo rất ngạc nhiên vì anh nghĩ đây là điều ai cũng biết. Khiến anh vô cùng hoang mang sao chỉ có Hotazo biết mà những người khác lại không biết dù cả ba đều học trung trường, Ibaza còn cùng lớp với Hotazo suốt thời trung học. Chitanda lên tiếng ngắt quãng dòng suy nghĩ của Hotazo khi hỏi anh tính nói chuyện gì về thầy Oji san sao. Hotazo dù coi như không có chuyện gì nhưng vẫn cố chấp hỏi Ibaza một lần nữa, cô thật sự không nhớ thầy Oji thích trực thăng sao. Ibaza cho rằng trựa thằng bay qua trường cấp 2 của họ là vô cùng bình thường khiến Hotazo cạn lời, vài giây sau mới kể lại rằng có một lần. Thầy ấy ngưng giảng ngay giữa tiết và đi đến phía cửa sổ nhìn lên bầu trời. Thầy Oji cứ vậy ngắm nhìn trực thăng cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt, sau đó quay lại nói với cả lớp rằng thầy thích trực thăng hay gì đó rồi quay trở lại tiết học. Sau khi nghe Hotazo kể lại, ibaza cũng dần thoáng nhớ ra đúng là có chuyện như vậy chỉ có điều cô không nghĩ đó lại là thầy Oji. Nhưng Satoshi lại nói rằng trong ấn tượng của cậu thì thầy Oji không có thích trực thăng. Vì có lần một phi đội trực thăng thuộc Jietai bay qua trường họ, cảnh tượng rất là ngầu nhưng thầy Oji lại không có phản ứng gì hết. Hotazo thắc mắc rằng biết đâu khi đó thầy Oji không ở đó để chứng kiến thì sao nhưng Satoshi khá chắn là thầy Oji có nhìn thấy. Hotazo cũng cảm thấy kỳ lạ vì khi đó đáng lẽ ra thầy Oji phải chạy ra ngoài nhảy nhót trong sung sướng mới phải. Ibaza nhớ chuyện đó xảy ra khi bọn họ vào trung học chưa được bao lâu và như những gì Satoshi nói thì cô hoàn toàn không nhớ ra được lần nào khác thầy Oji phản ứng. Với trực thăng cả, ký ức của Hotazo về 3 năm trước cũng đã không rõ ràng nên anh cũng không nhớ ra lần nào khác thầy ấy hành động như thế cả. Satoshi nhanh chóng chuyển chủ đề khác về thầy Oji vì cho rằng so với trực thăng thì câu chuyện chính thầy ấy kể cho cậu còn thú vị hơn nhiều. Thầy Oji từng kể lại rằng thầy bị xét đánh tận 3 lần mà vẫn sống. Dù không phải là bị đánh trúng chữa tiếp nhưng có lần thầy bị bất tỉnh, lần khác thì là bị bỏng. Chính vì điều đó nên thầy hay đùa là thầy bất tử với học trò. Hotazo khi nghe đến điều ấy thì não bỗng bước vào trạng thái suy luận, sau một hồi vò tóc mái, anh cũng nảy ra ý nghĩ gì đó và xin đi về trước. Được một đoạn thì anh bỗng dừng lại và rủ ba người còn lại đến thư viện công cộng vì anh có chuyện tò mò. Satoshi nghe vậy bỗng đen cả mặt, Ibaza và Chitanda thì sốc đến mức bật dậy, không thể tin nổi câu này lại thốt ra từ Hotazo. Satoshi hốt hoảng lắc Hotazo thật mạnh cho anh tỉnh và hoảng sợ nghĩ anh bị người ngoài hành tinh chiếm xác hay bị Chitanda đầu độc. Ngay cả Ibaza cũng khuyên Hotazo nên về nhà sớm và lên giường ngủ đi chứ bệnh không nhẹ đâu. Hotazo rất bật lực và giải thích rằng chuyện anh Hiếu Kỳ một thứ gì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Quả nhiên là chỉ có Chitanda hoàn toàn ủng hộ Hotazo và tò mò muốn đi cùng xem thứ có thể khiến người lười như anh Hiếu Kỳ là gì. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Nhưng Ibaza thì bận trực thư viện, Satoshi cũng bận nên cuối cùng chỉ có Chitanda và Hotazo đi tìm hiểu. Vì Chitanda có xe đạp nên Hotazo bảo cô hãy đến thư viện công cộng và tìm hiểu về thầy Oji trước, anh sẽ đi sau. Vốn Chitanda rủ Hotazo cùng đi vì xe đạp đủ chỗ cho hai người nhưng anh ngại anh làm giá nên cuối cùng đi bộ. Nhiều cái không muốn nói dễ sợ khi Hotazo đến thư viện. Chitanda đã chờ sẵn và tìm được một chút thông tin về thầy Oji nhưng vẫn chưa đủ. Hotarou quyết định lên tầng hai hỏi người thủ thư liệu có bài báo nào vào tháng 4 hoặc tháng 5 vào 3 năm trước với từ khóa là tai nạn. 12 bài báo được tìm ra. Như vậy rất nhanh Hotarou đã tìm được bài báo cần tìm nhưng phải mất 30 phút để thủ thư có thể lôi nó ra được. Nên hai người quyết định đi dạo một vòng để giết thời gian, vì toàn là nói về sở thích nên thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi tờ báo về sự việc gần ngày đó đều ở trong một tập tài liệu nên nó cả là dày và nặng. Rất nhanh đã tìm được bài báo Hotarou muốn tìm, anh đoán rằng đây là ngày thầy Oji nói mình thích trực thăng. Thế nhưng khi đọc bài báo viết vào hôm ấy, Hotazo bỗng nhíu mày và nhận ra rằng thầy Oji không hề thích trực thăng. Chuyện thầy bị xét đánh 3 lần là thật nhưng không lý nào một giáo viên tiếng Anh lại bị xét đánh nhiều như vậy. Có lẽ thầy Oji thường đến những nơi hay bị xét đánh. Nguyên do có thể là vì thầy Oji nghề chính là leo núi, nghề phụ là dạy tiếng Anh. Ngày hôm đó thầy chạy ra xem trực thăng vì thầy rất sốt ruột mong mỏi trực thăng bay qua. Thành phố nơi họ sống nằm cánh một dãy núi cao đến 3.000 mét, một nhà leo núi trong thành phố lại muốn có trực thăng bay qua có thể là đang quay phim hoặc vận chuyển nguyên liệu nếu không thì chỉ có thể là đội cứu hộ. Quả đúng như vậy, một bài báo đã nói về việc xác của hai người gặp tai nạn đã được tìm thấy. Chiếc trực thăng cảnh sát đã tìm ra họ, trên đường trở về, Chitan đã hỏi rằng sao tự dưng Hotazo lại nổi tính hiếu kỳ. Hotazo muốn né tránh và vẫn cho rằng đó là chuyện bình thường, Chitan đã lại cho rằng quá là kỳ lạ. Bình thường Hotazo không bao giờ thắc mắc những chuyện như vậy, Hotazo cuối cùng cũng thừa nhận bình thường anh sẽ không bao giờ quan tâm những điều không liên quan đến mình. Nhưng Chitanda lập tức phản đối trong ngôn sống bất diệt của Hotajo khiến anh cạn lời. Tập 19. Trong giờ kiểm tra tô cứ mải nghĩ ngợi linh tinh nên không để ý thời gian nộp bài. Khi thầy thông báo chỉ còn 10 giây nữa, anh vội vàng nhờ tới sức mạnh tâm linh khoanh bừa đáp án. Hotajo và Chitanda đang hẹn hò ở văn phòng câu lạc bộ, nhìn tới cuốn Hioka được đặt cạnh cái cửa sổ, Hotazo lại nhớ tới đám tang của bác Sekitanijun. Chitanda nói là nó đã được tổ chức rất thuận lợi, cô còn ngại ngùng mời anh cùng mình tới mộ thắp hương cho bác ấy. Dù sao cũng đang rảnh lại còn được đi với Cờ rất nên anh không có lý do gì để từ chối. Thấy chi Chitanda cứ khen mình giỏi, Hotarujo ngượng muốn chết, liên tục chối rằng mình chỉ ăn may thôi chứ cũng không có tài năng gì cả. Nhưng chi Chitanda vẫn cứ nói anh là bậc thầy suy luận này nọ, Hotarujo nghe tới nhức đầu nên bảo cô đưa ra một trường hợp bất kỳ để anh chứng minh mình không có tài năng gì cả. Người lười thường có những suy nghĩ kỳ lạ thật, trùng hợp là đột nhiên loa phát thanh của trường yêu cầu ai mua đồ ở cửa hàng trước nhà ga vào ngày 31 tháng 10 tới văn phòng ngay lập tức tanda quyết định lấy luôn thông báo này để thử thách anh với trí nhớ siêu phàm của mình chi tanda ghi lại nguyên văn thông báo vừa nãy vào sổ rồi đưa cho men. Cô Kobundo là cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ trước nhà ga do một cặp vợ chồng lớn tuổi mở gần đó là một trường tiểu học nên họ bán tất cả những thứ mà học sinh thường dùng gọi học sinh vừa bị gọi là học sinh ích đang nghiêm túc mà chi tanda cứ sấn sấn lại làm Jo mất tập trung ngồi xuống mà suy nghĩ đi bà già ơi hiện tại chưa biết ích là một người hay nhiều người có vẻ hiệu phó muốn khiển trách học sinh này vì từ kinh nghiệm xương máu của anh, một học sinh bị gọi tới phòng giáo viên thì chỉ có thể là điều xấu mà thôi. Học sinh ngoan như Chitanda thì làm sao có thể hiểu được. Hơn nữa thông báo này không đúng theo trình tự bình thường, nó không được lặp lại. Đã vậy còn thông báo vào giờ tan học thay vì đợi đến sáng mai, chứng tỏ họ đang rất vội. Thay vì gọi tới phòng tư vấn thì họ lại gọi học sinh ít tới phòng giáo viên có nghĩa là vấn đề này nghiêm trọng tới nỗi họ phải xem xét nội bộ. Chitanda bắt đầu lo lắng về việc ít có liên quan tới một vụ phạm tội, Vụ án này xảy ra vào ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên thông báo chỉ mới phát vào hôm nay nên có thể cho rằng là do yêu cầu của cơ quan điều tra. Thay vì gọi bằng điện thoại thì lại muốn gặp mặt trực tiếp, suy ra họ đã tính tới việc giữ ích lại nếu cần thiết. Vậy ích đã dính vào vụ án gì? Nó xảy ra trong văn phòng phẩm nên khả năng cao là liên quan tới chuyện mua sắm. Còn việc nhân viên điều tra không nói rõ tên hay miêu tả chút đặc điểm nào khi thông báo gọi ích tới cho thấy họ cũng chưa biết gì về ích cả. Nhưng kỳ lạ là họ vẫn cứ thông báo mà không hề sợ việc ích sẽ bỏ trốn. Vậy là họ đã chắc chắn rằng học sinh đó đã hối hận. Hơn nữa thay vì thông báo là ngày hôm qua thì lại họ lại nói rõ là ngày 31 tháng 10, khả năng cao trước mặt người thông báo có thứ gì đó liên quan tới ngày tháng nên tiện nói luôn. Tổng hợp những điều vừa rồi thì có lẽ học sinh X đã viết thư xin lỗi cửa hàng đó và hứa sẽ bồi thường thiệt hại vì hành động của mình. Nhận được thư thì chủ văn phòng phẩm đã mang nó đến nhiều cảnh sát mang đến trường, nhưng nếu là viết thư thì học sinh X chắc hẳn không muốn làm to chuyện và dính tới cơ quan điều tra, nên không đời nào cậu ta tự viết tên trường vào. Như vậy hẳn là lúc đó Ích đã làm chuyện gì đó gây chú ý để họ nhớ được bộ đồng phục, nhưng hành động đó không phải hành vi phạm tội. Sau đó X phạm tội nhưng đó không phải là chuyện chủ tiệm sẽ nhận ra ngay lập tức nếu không có lá thư xin lỗi. Vụ này có liên quan tới cảnh sát thì chắc hẳn không chỉ là trộm cắp thông thường, Hotazo đã nghĩ ra. X dùng tờ tiền 10.000 yên giả để trả tiền, Chitanda lại thấy nó không hợp lý chút nào. Cô giận tới nỗi dí sát mặt anh để nói tới mức hai người suýt thì chạm mỏ nhau. Sau khi bình tĩnh trở lại, Chitanda mới nói Ích không thể nào dùng tiền giả được. Nếu lấy qua cây ATM thì cũng không đúng vì nó nhận dạng tiền thật giả rất tốt. Còn nếu là tiền thừa được thối lại khi mua hàng thì càng không thể vì tờ 10.000 yên có mệnh giá cao nhất, vậy nên chắc chắn ít có được nó qua trao đổi cá nhân. Giả sử số tiền đó là có người trả nợ cho ít, ta gọi người nợ tiền X là y. Y trả tiền giả cho X, suy ra y là người có địa vị xã hội cao hơn ít nên khi nhận tiền ít rất ngạc nhiên nhưng không dám cãi lại. Còn về y có lẽ cũng tương tự, hắn đã nhận tiền từ một người địa vị cao hơn là z nên không dám phản kháng mà đem đổi cho ít ta gộp những kẻ đứng trên y và y vào một nhóm, họ sẽ là ai? Là tên nhân viên bán hàng thất đức hay chính là kẻ làm ra tiền giả? Cảnh sát đánh hơi được nên lần theo nguồn gốc của tiền giả từ ích nên mới gọi cậu ta tới. Chi tan mặt đần ra vì vẫn đang cố loát, suy luận một hồi lâu tới tận chiều muộn thì hai người cũng quên luôn lý do mà họ bắt đầu trò chơi luôn. Hôm sau Hô Ta do đọc báo thì rất bất ngờ khi cái suy luận vớ vẩn mà mình bịa ra để chứng minh bản thân không có tài lại trùng phóc. Đúng là lơ ngớ vớ được vàng, kèo này chắc Chi Tan lại khen anh men tới phổng mũi cho coi. Tập 20 Đầu năm mới, Chitanda rủ Hotazo đi viếng đền Azekusu vì Ibaza đang làm kimono ở đó. Satoshi cũng đi nên cô nghĩ Hotazo cũng muốn đi cùng. Lý do mấu chốt chính là Chitanda muốn khoe bộ kimono mới mua. Người trong lòng rủ thì có lười đến mấy cũng phải đi, đứng đợi một lúc Chitanda cũng đến. Nhan sắc xinh đẹp và ngỡ ngàng khiến Hotazo rung rinh rung rinh. Trên đường đến đền, Hotazo tinh tế phát hiện Chitanda xách đồ khá nặng, anh ngỏ ý muốn cầm giúp. Chitanda cũng không khách sáo và đưa cho Hotazo, đó là rượu sake để tặng cho người trong đền. Gia đình Chi Tanda có quen biết với người trông giữ ngôi đền nên cô đến đây để chúc mừng năm mới. Khiến Hotazo không khỏi cảm thán Chi Tanda đúng là bận rộn, cô cũng không hề che giấu và nói rằng khi họ hàng đến thăm. Cô luôn phải tiếp đãi thật tốt, trái ngược với Chi Tanda, cả ngày Hotazo chỉ có nằm trong đệm sưởi và ngáp dài ngáp ngắn. Trải nghiệm cuộc sống của ốc mượn hồn, có thể nằm nhất quyết không ngồi và xem một bộ phim nhàn chán. Chi Tanda khó hiểu ốc mượn hồn là sao nhưng Hotazo né tránh bằng cách hỏi Satoshi đang ở đâu. Chitanda nói rằng Ibaza đã gọi cho cậu ấy rồi. Đột nhiên Chitanda nghĩ ra phải cầu nguyên ở chính điện. Nên hai người chuyến hướng không đi gặp Ibaza mà đánh lẻ tận hưởng cảm giác chỉ có hai người. Vẫn như mọi năm ước nguyện của Hotazo chính là có thể tiết kiệm năng lượng thư thả nhất. Cầu nguyện xong cả hai mới đến tìm người trong đền. Chitanda không hổ danh là tiểu thư dòng họ danh giá. Mọi cử chỉ đều thanh to nhã nhặn. Chứng kiến một màn chào hỏi chuẩn mực đến từng cm giữa Chitanda và Miko, Hotazo như được mở mang tầm mắt. Anh bối rối đến mức nói luôn cả phần của Chitanda và bị trêu chọc đến mức đỏ mặt. Bỗng Miko hỏi rằng Satoshi không đến cùng sao khiến Hotazo ngạc nhiên. Chitanda phải giới thiệu rằng người trước mặt chính là Miho, bạn cùng khối với chúng ta. Hotazo không kiềm chế được sự ngạc nhiên. Chitanda mở lời muốn gặp Ibaza, Kaho mới đầu hơi ngẩn người. Vài giây sau mới nhớ ra và dẫn hai người đến gian hàng nơi Ibaza làm việc. Hai người đi đến cánh cửa phía sau Ibaza, khi cô quay lại thấy Chitanda thì vui mừng ra mặt nhưng trông thấy khi Hotazo lại thay đổi thái độ 180 độ. Nhìn anh với ánh mắt đánh giá ai cho nhìn mà nhìn. Nhắm cái mắt vào khiến Hotazo cạn lời, Ibaza khen bộ kimono của Chitanda rất đẹp. Sau khi biết Ibaza làm về mục quẻ bói, Chitanda muốn xin rút một quẻ. Cô rút ra quẻ đại cắt trong khi đó Hotazo rút ra quẻ hạ hạ khiến anh ngựa cười. Tự an ủi rằng năm nay cũng sẽ yên lành lắm đây. Chitanda lần đầu thấy người nào xui như Hotazo nên ánh mắt vô cùng long lanh nhìn quẻ hạ hạ. Cứ ngỡ xui vẫn chỉ có trong truyền thuyết ai ngờ khứa bên cạnh mình lại xui như vậy. Hai người đang nói chuyện thì nhận ra hô từ nãy đến giờ cứ đi 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 lại liên tục. Chitanda tò mò gọi cô lại hỏi có chuyện gì. Hóa ra là có người làm đổ nồi nên bọn họ phải làm lại từ đầu chỗ bánh súp, bánh bao và rượu sake ngọt. Nghe vậy Chitanda ngỏ ý muốn giúp nhưng bộ kimono của cô khiến điều ấy hơi khó khăn. Dù vậy Chitanda vẫn quyết tâm muốn giúp nên hô nhờ cô ra nhà kho lấy một ít rượu sake ở ngay phía bên trái lối đi vào ấy. Hotazo quyết định đi cùng Chitanda dù ngoài trời đang rất lạnh. Có hiếu với gái thì đầu thai cũng không hết nha anh, cứ ngỡ sẽ lấy rất nhanh, ai mà ngờ bên trong nhà kho tối thui. Rất khó để tìm ra rượu sake ở đâu, bỗng cửa nhà kho đóng lại mà không ai chú ý. Đến lúc này Hotazo khó hiểu đây có thật sự là nhà kho hay cái lều vậy. Chitanda ngẩn người nói rằng đây có phải nhà khô đâu, nhà khô mà Kaho nói ở bên kia mà khiến Hotazo sượng chân và quê muốn độ thổ. Nhưng khi cả hai muốn quay ra, thì phát hiện thanh chắn đã bị đóng lại bởi đứa báo đời báo đông nào đó và thế là hai thanh niên nhiệt tình cộng Nugu thành phá hoại. Cuối cùng đành phải đợi người đến mở cửa, Hotazo xin lỗi vì sai lầm ngớ ngẩn của mình nhưng Chitanda an ủi rằng không sao đâu, đây là điều không ai ngờ được. Hotazo muốn gọi thật lớn ra bên ngoài để người ta tới giúp nhưng Chitanda đã cản anh lại vì nếu để người khác phát hiện cô ở cùng chỗ với anh trong trường hợp này, họ sẽ hiểu nhầm mất. Hôm nay cô đến đây thay mặt bố, như vậy sẽ rất là mất mặt. Hai người chuyển sang cách gọi điện cho Izaba và Kaho cầu cứu nhưng phát hiện trong cả hai không ai đem điện thoại hết. Khiến Chitanda vô cùng lo lắng và đồng ý để Hotajo gọi người đến giúp, nhưng anh vẫn rất tinh tế và nói rằng đó sẽ là biện pháp cuối cùng nếu như anh không tìm được cách thoát ra. Ngay lúc đầu Hotajo đã nghĩ ra bốn cách chính là đạp cửa, phá tường, đào hầm và đập thủng trần nhà. Đúng là những ý tưởng táo bạo và tất nhiên Chitanda không đồng ý. Ngay lúc này thì qua lỗ hổng trên tường, Chitanda phát hiện một người làm đang đi tuần và có vẻ ông ấy đã nhặt một cái móc điện thoại. Hotajo bỗng nhớ ra những đồ bị thất lạc sẽ được đưa đến chỗ ibaza nên anh đã xin chitanda một số đồ vật mà ibaza nhìn qua là nhận ra ngay của cô để ném ra ngoài như vậy ibaza sẽ đi tìm chitanda vậy là cả hai được cứu cả hai quyết định dùng khăn tay của chitanda vì ibaza rất quen thuộc với nó rất nhanh đã có nhân viên đi qua và nhặt được chiếc khăn tay rồi mang nó đi lúc này satoshi mới đến đền và đi tìm ibaza cả hai tám chuyện rất vui ibaza đã đưa cho satoshi xem chiếc khăn tay và nói rằng nhìn nó rất giống của chitanda nhưng đời không như mờ sato shu nói rằng vậy đợi chitanda trở lại rồi hỏi là được Ôi hai con báo đời báo đốm, đợi một lúc lâu không thấy ai đến cứu. Hotazo thì sắp đóng băng muốn ngỏm, hai người đành phải ném ví của Hotazo ra và nó cũng được gửi đến chỗ Ibaza nhưng hai chú báo vẫn chọn cách ở lại đợi. Đến đường cùng Chitanda định lấy bộ kimono ra nhưng làm vậy thì bộ kimono của cô sẽ toang hết. Hotazo nhất quyết không đồng ý. Bỗng cậu sực nhớ bên ngoài có sự dây buộc lá cờ nên đã lấy thành công. Đơn giản là vào thời chiến tranh đã có sự kiện một chiếc túi được buộc chặt hai đầu như lời kêu cứu. Và vừa hai bộ phim đó mới được chiếu hôm nay biết là Satoshi cũng có xem nó nên Tazo mới dùng cách này vừa thấy. Cái túi của Chitanda Satoshi tức tốc chạy đến nơi Hotazo sắp chết Z mới kịp tới giải cứu khứa bạn trí cốt. Tập 21 Một năm trước, Ibaza đã làm sô-cô-la để tặng cho Satoshi nhưng anh lại từ chối nhận. Cô ghim thù này trong lòng quyết định năm nay sẽ phục thù rồi nhét nó vào họng Satoshi cho anh trừ cái tội nói sô-cô-la của cô không phải đồ tự làm. Nhưng sau khi đọc hàng tá cuốn sách về cách làm sô-cô-la, Ibaza vẫn chưa thể tìm được món nào ưng ý. Chitanda đã chỉ cho cô một tiệm bán nguyên liệu làm bánh kẹo dành cho dân chuyên nghiệp. Hai đứa đang thì thầm sẽ giữ bí mật với Satoshi mà có vẻ quên mất sự hiện diện của Hotazo. Anh tình cờ gặp Satoshi ở quán game, hai người quyết định chiến vài ván. Hotazo nhớ lại hồi trung học, thằng trẻ châu Satoshi rất hiếu chiến. Chơi game nhất định phải thắng mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, nếu thua thì liền nổi cáo. Nhưng giờ đây tính cách cậu ta đã thay đổi hoàn toàn, có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Trong khi đó Ibaza đang đi mua đồ cùng với một tâm trạng vô cùng lo lắng, được bạn động viên thì cô liền hỏi người mà Chitanda thích là ai. Sáng hôm sau Hotazo ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở nhặt hộp quà ở ngoài cửa phòng lên. Thì ra là chị gái tặng sô cô la cho anh, mê không thèm nhìn. Suốt nó một phát bay ra ngoài cửa, trên đường tới trường. Chitanda kể cho Hotazo Ibaza định tặng cho Satoshi món sô cô la mà cô ấy đã dành hết tâm huyết và tấm lòng vào đó. Sau đó còn nói rằng ở gia đình cô không thể tặng quà Valentine cho người gần gũi, nên có lẽ mình sẽ không có quả. Ibaza đã đặt sẵn túi quả trên bàn câu lạc bộ. Hotazo gặp Satoshi trên hành lang. Anh còn nói chúc may mắn khi thấy cậu ấy định tới văn phòng câu lạc bộ. Chitanda đợi mãi ở đó mà không thấy Satoshi lên nên cô chạy lại chỗ Hotazo cầu cứu. Vì cô cho rằng vì mình ra khỏi phòng mà không đóng cửa trong suốt 15 phút nên đã làm mất món quà của Ibaza. Kẻ lấy trộm sô cô la chắc chắn không đi được cầu thang phía tây dẫn lên tầng 4 nên chỉ có đường phía đông. Khi nãy Chitanda và Satoshi đã gặp nhau ở cầu thang cả hai lục tung phòng nhưng vẫn không thấy món quà đâu trong khi đó có một người của câu lạc bộ thủ công đứng dán tấm áp phích ở đó suốt từ nãy vậy nên có lẽ anh ta sẽ nhớ mặt của toàn bộ những người đi ngang qua và chắc chắn anh ta không phải thủ phạm vì không có dấu hiệu định chạy trốn nhưng ngoài ba đứa này ra thì chả có ai đi lên đây hết suy ra thủ phạm vẫn còn trên tầng 4, mà câu lạc bộ duy nhất còn đang hoạt động muộn đến giờ này là câu lạc bộ thiên văn vừa tới cửa câu lạc bộ của người ta mà bà nội chi tan đã giận quá hóa liều mắng thẳng mặt đàn chị ra mở cửa là hãy trả sô cô la đây chỉ có 5 người còn ở câu lạc bộ, trong đó qua 3 người là từng rời khỏi phòng. Khi các bạn mình bị Hotazo nghi ngờ thì chị gái này đã nổi giận và quả quyết chả có ai lấy trộm thứ đó hết, trong lúc đang tuyệt vọng thì Ibaza đã trở về. Chitanda vội vàng xin lỗi nhưng Ibaza không trách móc gì bạn hết, cô chỉ lẳng lặng bỏ đi. Chitanda định dùng biện pháp mạnh với câu lạc bộ khi nãy để tìm cho ra bằng được, vì mình mà người bạn thân đã đánh mất một ngày hạnh phúc nên cô đã khóc. Thật ra Hotazo đã đoán ra thủ phạm chính là chị Nakazama của câu lạc bộ thiên văn. Túi quà khá to nên không có chỗ nào trên người giấu nó dễ dàng được ngoại trừ bộ váy đồng phục có thể buộc vào chân. Cậu hứa sẽ tìm cho bằng được và khuyên chi Tanda nên về trước. Một lúc sau thì Hotazo và Satoshi cũng đi về. Lúc này men mới vạch trần thủ phạm lấy sô-cô-la chính là Satoshi. Ngay từ ban đầu anh đã đoán được do để ý nét mặt cậu ta. Satoshi đã trốn ở nhà vệ sinh nam tầng 4 để chờ chi Tanda đi qua rồi lẻn vào lấy. Không may là nó quá to không thể đựng vừa vào túi nên đã bẻ nát nó ra không chút thương tiếc. Hotazo nắm lấy cổ Satoshi định cho thằng bạn một cái đấm nếu không giải thích đàng hoàng từng là một người bị ám ảnh bởi chiến thắng và không muốn thua bất kỳ ai nhưng giờ đây cậu đã nhận ra dù có thắng thì cũng chả có ích gì vậy nên từ khi không còn ám ảnh với chiến thắng thì cuộc sống bỗng vui vẻ lạ thường iba ra là một cô gái rất tốt Satoshi cũng thích cô ấy nhưng cậu ta lại sợ nếu hẹn hò thì sẽ trở nên ám ảnh iba ra mất Satoshi tự biết bản thân rất ích kỷ vì không nghĩ đến cảm xúc cô ấy nhưng cậu sợ con người năm xưa của mình sẽ trở lại vì không có cách nào từ chối món quà nên Satoshi mới làm tới bước đường cùng này. Nghe thằng bạn giải thích xong Hotazo vẫn thức giận vì chuyện này còn làm Chitanda tổn thương. Thật ra Ibaza cũng biết được người lấy sô-cô-la là ai và cho rằng việc đó là thay cho lời từ chối tình cảm. Nhưng điều đáng tức là dù vậy cô vẫn rất thích cậu ấy. Satoshi đã sẵn sàng ăn đòn nhưng Hotazo lại tha cho cậu. Còn gọi điện với Chitanda nói anh đã tìm ra món quà và đưa cho Satoshi. Cô vẫn giả vờ không biết gì mà cảm ơn anh. Trong khi đó Satoshi đã gọi điện cho Ibaza. Tập 22 Chitanda gọi điện nhờ Hotazo giúp mình một việc. Đó là đền thờ gần nhà cô đang tổ chức lễ hội búp bê. Nhưng người cầm dù cho lễ hội không may bị thương và chỉ Hotazo là có thể mặc vừa bộ đồ của người đó. Nên Chitanda muốn anh đi làm nhiệm vụ cầm dù giúp cho lễ hội. Hotazo sẽ đi diễu hành cùng với Chitanda và các bạn nữ khác. Đặc biệt trong vài năm gần đây cô đã nhận đóng vai búp bê hoàng hậu rất oai, con đường vào tháng 4 nhưng lại ngập tràn hoa anh đào rất đẹp. Đáng tiếc là đường sắp thi công nên Hotazo phải đi qua anh sẽ chưa thể trở về ngay được, cuối cùng thì cũng đến nơi. Giữa căn phòng toàn những người bàn về công việc khiến anh cảm thấy khá lạc lõng. Nghe họ nói về việc đoàn diễu hành sẽ đi qua cây cầu ban nãy nên Hotajo lên tiếng nhắc nhở là nó đang thi công khiến mọi người đều hoảng hốt. Đài truyền hình thì đã đến nơi, vậy là mọi chuyện ngày càng rối cả lên. Họ lại phải ngồi vạch ra những con đường khác cho đoàn diễu hành đi. Hotajo đã được Chitanda gọi tới chỗ cô thay đồ để nói chuyện. Anh đã kể lại mọi chuyện cho cô nghe và thay lời cô quay lại nói với mọi người có vẻ mọi thứ đang dần khả thi hơn và ai cũng phải gấp rút thi hành ngay. Sau đó thì Hotazo được một anh chàng tóc đỏ thay đồ giúp. Nhìn ngon trai như này chắc bé Chitanda sẽ mê chết mất, buổi diễu hành chuẩn bị xuất phát với hàng người đông nghịch. Hotazo khá bất ngờ khi thấy chị Izisu đóng vai búp bê vua nhưng đây mới là thứ khiến cậu bị hút hồn. Chitanda bước ra trong bộ trang phục búp bê hoàng hậu. Giờ thì Hotazo mới nhận ra mình không nên tới đây bởi anh sẽ bị say nắng trước vẻ đẹp của cô ấy mất. Hotazo đang ước được nhìn chính diện gương mặt Chitanda thì đột nhiên hai đứa bạn lên tiếng chào. Sau khi kết thúc diễu hành và ngồi nói chuyện với Ibaza thì Hotazo mới biết chuyện về món quà ngày lễ tình nhân. Satoshi đã thú tội với Ibaza, trời đã sẩm tối Chitanda mới xong hết việc nên cũng khá là mệt mỏi. Lúc này đang rất tò mò về vụ cây cầu được cho là đã dừng thi công nhưng đột nhiên nó lại hoạt động trở lại đúng dịp này. Hotazo dường như đã có lời giải đáp vì nghe chuyện hôm qua có một cuộc gọi thông báo được phép tiếp tục thi công cho nên cả phòng đều nhốn nháo duy nhất chỉ có anh tóc đỏ là vẫn thản nhiên ngồi làm việc. Anh ta có nói là hiếm lắm mới có dịp diễu hành để cố tình về quê trong khi năm nào cũng có diễu hành vậy thì việc hiếm có được nhắc đến chính là hoa anh đào nở trái mùa. Chỉ có đi theo con đường này mới được ngắm chúng. Đặc biệt là khung cảnh lễ hội búp bê dưới một bầu trời hồng rực rỡ, thế thì còn gì tuyệt hơn. Vậy nên khi vừa nghe thấy việc cây cầu không thể hoạt động thì anh tóc đỏ lập tức chỉ ra con đường này. Vì ước mơ trở thành một nhà nhiếp ảnh nên anh ấy rất yêu cái đẹp. Hotazo cũng thầm cảm ơn tóc đỏ vì nhờ có anh nên mới được ngắm một thứ tuyệt đẹp trên đường cùng bạn. Chitanda đã kể về nguồn gốc lịch sử nơi này, Hotazo mới hiểu ra lý do mà lời nói của cô ấy lại có thể làm dịu không khí căng thẳng của mọi người ban nãy. Nên dù có đi học đại học thì sau này cô cũng sẽ trở về nơi đây. Chitanda sẽ có một chức vụ không hề nhỏ tại vùng đất này với tư cách là con gái của gia tộc. Cô cũng đang định hướng khá nhiều cho tương lai. Sau một hồi yên ắng thì Hotazo lên tiếng. Anh muốn được trở thành người giúp cô ở đây, nhưng Hotazo chỉ nghĩ nó trong đầu chứ không dám nói ra. Giờ thì anh đã hiểu được cảm xúc của Satoshi khi thích Ibaza mà lại tìm mọi cách từ chối nó giống bản thân anh lúc này vậy.